Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 73. Nói xong, ánh mắt lão dừng ở chồn tía trên vai Dương Diệp, trong mắt mang theo một tia khiếp sợ và nghi hoặc, nói. Ngươi là thủ hạ của vị yêu vương đó. Chồn tía chỉ vào Dương Diệp. Vẻ mặt lão già cứng đờ, trầm ngâm hồi lâu, lão nói. Bất kể ngươi là yêu soái của vị yêu vương nào, chúng ta cũng không muốn đối địch với các ngươi. Ngươi có thể đi. Chồn tía nhìn về phía Dương Diệp, lão già nói. Hắn là giáo tập của Vân Hải Thư Viện, không thể đi được. Chồn tía lập tức nổi giận, giơ mỏng lên bắn một luồng ánh sáng tím về phía lão già. Luồng ánh sáng tím vừa xuất hiện trước mặt lão già đã bị một cỗ lực lượng thần bí chấn nát. Lão già ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói. Cho ngươi thời gian nửa canh giờ để suy nghĩ. Dương Diệp khẽ nhíu mày, bởi vì việc này có chút không thích hợp, tuy hắn cũng không biết không thích hợp ở chỗ nào, nhưng trực giác nói với hắn là chuyện có chút quỷ dị. Còn nữa, hắn phát hiện, lúc ban đầu, nữ yêu thú này thử công kích Vân Hải Thành. Nhưng hiện tại những yêu thú này đã ngừng lại toàn bộ, lui ra hơn nghìn trượng, ngay cả nhóm đại quân sói đang muốn công tới giết bọn họ cũng đã lui lại. Cho dù cố kỵ lai lịch của chồn tía thì cũng không cần phải như vậy chứ. Dương huynh, người đi đi. Đúng lúc này, đám người Lý Mậu Trinh đi tới bên cạnh Dương Diệp, Lý Mậu Trinh nói. Dương Diệp xoay người nhìn về phía đám người Lý Mậu Trinh, trên mặt họ đã đầy vẻ mệt mỏi, lúc trước huyết chiến trong thời gian dài. Thật sự đã khiến cho bọn họ rơi vào tình trạng kiệt sức. Dương Diệp nhìn mọi người, nói. Chúng ta còn bao nhiêu người? Lãnh Ngọc Nhiễm trầm giọng nói. 81, trên đường đã chết rất nhiều người rồi. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc. Trước đó, mọi người đều là người xa lạ, nhưng sau khi trải qua huyết chiến vừa rồi, mọi người đã sớm coi nhau là chiến hữu có thể tín nhiệm. Khi nghe thấy có người chết, trong lòng mọi người khó tránh khỏi có chút bi thương. Nhưng nhiều hơn là sự phẫn nộ. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Nam, trong mắt là sát ý không chút che giấu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Liễu Nam càng thêm âm trầm, sát ý trong mắt càng dày đặc. Yên tâm, ta không biết chúng ta có chết hay không, nhưng ta biết, hắn nhất định sẽ phải chết. Dương Diệp nói, ngươi thật sự là giáo tập ngoại viện. Lúc này, Hắc Soái Bác đột nhiên hỏi. Ánh mắt mọi người nháy mắt lại hướng sang Dương Diệp. Bao gồm cả huynh muội Lý Mậu Trinh và Ngọc Vô Song, bọn họ tuy rằng biết thân phận chân chính của Dương Diệp, nhưng đối với việc Dương Diệp trở thành giáo tập của Vân Hải Thư Viện thì lại không hay biết gì. Dương Diệp gật đầu. Thấy Dương Diệp gật đầu, vẻ mặt mọi người lập tức trở nên phấn khích, đặc biệt là Phong Vũ Triều và Hạ Băng Vi. Lúc trước bọn họ còn muốn tìm Dương Diệp báo thù. Hắc Soái Bác cười khổ, nói. Lòng vòng cả nửa ngày, thì ra ngươi là giáo tập của chúng ta. Chỉ là, trẻ tuổi quá. Sao, ta không xứng làm giáo tập của các ngươi à? Dương Diệp trêu. Xứng, xứng vô cùng. Hắc Soái Bác vội vàng nói. Những người còn lại cũng vội vàng gật đầu, tuy Dương Diệp còn trẻ tuổi, nhưng thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa còn vô cùng bạo lực. Nghĩ đến bạo lực, trong lòng mọi người lập tức khổ sở, bởi vì nếu có thể sống sót, chắc ngày sau khẳng định sẽ phải chịu khổ. Không ổn rồi. Bọn chúng chắc đang chờ trời tối. Lãnh Ngọc Nhiễm bỗng nhiên thốt lên một câu. Trời tối. Dương Diệp nhíu mày. Sắc mặt Lãnh Ngọc Nhiễm trắng bệch. Biết Thiên Lang yêu vương này vì sao muốn cật nhật nuốt mặt trời không? Bởi vì trong đêm tối thực lực của bầy sói sẽ mạnh hơn nhiều, đặc biệt là khi có ánh trăng. Thanh âm vừa dứt, một tia ánh trăng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, rất nhanh, bóng đêm vô tận lan ra. Một vầng trăng sáng xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Ánh trăng chiếu xuống, bầy sói mấy trăm vạn con lập tức đồng loạt hú dài. Tấn công! Một đạo thanh âm vang lên trong bầy sói, tiếp theo bầy sói mấy trăm vạn con toàn bộ xông về phía Vân Hải Thành. Đại địa đang rung chuyển, không chỉ đại địa, ngay cả Vân Hải Thành cũng bắt đầu rung rung. Bầy sói mấy trăm vạn con chạy nhanh, khí thế được tạo ra đủ để trực tiếp nghiền ép một bán thánh cao cấp. Ai cứu chúng ta với? Hắc Soái Bác ngơ ngác nhìn một màn này, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Không chỉ hắn, hơn 80 người có mặt toàn bộ đều như các. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ tập trung. Hắn thu man thần kiếm lại, tay phải nắm chặt thành quyền huyền khí trong cơ thể dũng động điên cuồng, cuối cùng toàn bộ ùa vào trong quyền đầu bên phải. Cuối cùng, trong ánh mắt của mọi người,
Dương Diệp không phải bước về phía đàn yêu thú mà đi tới trước cửa thành, sau đó quyền phải duỗi ra. Ngươi không mở thì lão tử tự mở. Băng, diệt, thần. Dương Diệp tự nhiên sẽ không đi đối mặt với đàn sói mấy trăm vạn đại quân, bởi vì đó là hành vi muốn chết, cho dù hắn chính thức thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, tuyệt đối không thể ngăn cản được nhiều cường giả như thế. Biện pháp duy nhất chính là phá mở cửa thành, từ đó cho tất cả mọi người vào thành. Tuy như vậy sẽ làm cho cả Vân Hải thành gặp phải nguy hiểm bị tàn sát hàng tất cả người trong thành, nhưng hiện tại làm gì có tâm tư quản nhiều như thế. Ngươi muốn ta chết, ta cho dù chết cũng muốn kéo người chết cùng. Nắm đấm của Dương Diệp trơn dão đánh thẳng vào cửa thành, khi nắm đấm của hắn tới gần cửa thành, một đạo khí thế kinh khủng bao phủ nắm tay của Dương Diệp, dưới khí thế kia, cửa thành lại nổ tung thật lớn. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Nam cùng mọi người trên tường thành hoàng. Hốt! Ngươi muốn chết! Liễu Nam gầm lên một tiếng, vung tay lên, trong chốc lát những đệ tử nội viên thân mặc áo bào trắng lập tức phát ra công kích năng lượng về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, từng dòng điện bắn ra khỏi tường thành, tất cả đều đánh thẳng vào đám người Dương Diệp. Trong mắt Tử Điêu hiện ra thần thái giận dữ, hai móng vung lên, vô số đạo ánh sáng tím đánh thẳng vào những tia sáng kia. Mà lúc này, đại quân đàn sói chỉ còn cách mọi người trăm trượng. Trong mắt Dương Diệp bắn ra thần thái dữ tợn, hắn đang chuẩn bị một kích toàn lực, vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên cửa thành bộc phát ánh sáng màu lam, sau đó cửa thành mở ra một khe hở, sau đó hấp lực bạo phát ra, cũng hấp thu đám người Dương Diệp vào trong thành. Thoáng qua, cửa thành lập tức khôi phục bình thường. Oanh! Cửa thành vừa khôi phục bình thường, một yêu lang bán thánh giai đã đánh thẳng vào cửa thành. Làm cho cả cửa thành run lên rất mạnh, cùng lúc đó, vô số yêu thú người trước ngã xuống, người sau tiến lên đâm vào tường thành. Oanh! Cả Vân Hải thành đang run rẩy. Mà lúc này, càng ngày càng nhiều đệ tử áo bào trắng nhảy lên trên tường thành, không chỉ có đệ tử áo bào trắng, còn có rất nhiều mặc binh sĩ khôi giáp màu đen lao lên, những binh lính này không yếu hơn các đệ tử nội viện, mỗi một người thấp nhất đều là hoàng giả cảnh, trong đó có rất nhiều người là bán thánh. Thậm chí còn có bán thánh cao cấp. Sau khi tiến vào Vân Hải Thành, một lão giả cầm trong tay cây thước thật dài xuất hiện trước mặt đám người Dương Diệp. Bán thánh cao cấp. Ta chính là trưởng lão giới luật viện. Lão giả nói. Các ngươi một đường chạy đến, chắc hẳn đã rất mệt, việc thủ thành này cứ giao cho đám gia hỏa nội viện đi. Các ngươi vào thành nghỉ ngơi một chút, chờ mọi người nghỉ ngơi tốt, ta sẽ cho trưởng lão ngoại viện phụ trách thân phận của các ngươi. Đến lúc đó tự cấp an bài nhiệm vụ cho các ngươi. Vì sao lúc trước không mở cửa thành? Dương Diệp hỏi. Lão giả khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn nói. Trước kia ta không ở trong thành, còn nữa, ta biết rõ các ngươi có oán khí khi Liễu Nam không mở cửa thành, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể thông cảm cho hắn. Dù sao trong Vân Hải thành còn có hàng tỷ sinh linh, hơn nữa trong đó có rất nhiều người nhà của các đệ tử. Cho nên, Dương Diệp lắc đầu. Hắn cắt lời lão giả, nói. Nếu như thả chúng ta tiến vào, khi đó đám yêu thú cũng đi vào nơi này, ta sẽ không nói hai lời. Nhưng lúc ban đầu, hắn hoàn toàn có thể mở cửa cho chúng ta tiến vào, khi đó, chúng ta hoàn toàn có thể tiến vào thành trước khi yêu thú tiến vào. Nhưng hắn không có. Lão giả trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói. Việc này là hắn làm thiếu thỏa đáng, nhưng hắn cũng suy nghĩ vì Vân Hải Thành. Đều là đệ tử, học viện việc này. Như vậy thôi, như thế nào? Dương Diệp quay người nhìn về phía mọi người, nói. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Mọi người lắc đầu, bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ mới đi tới cửa thành, bọn họ vốn có thể tiến vào cửa thành, nhưng bị đối phương ngăn cản, mặc dù không có người chết, nhưng nếu như không có Dương Diệp, hậu quả sẽ như thế nào? Bọn họ sẽ biến thành thịt nát dưới thành. Cơn tức này, không có người nào nuốt xuống. Dương Diệp quay người nhìn về phía lão giả, nói. Ngươi cũng nhìn thấy, việc này, không thể cứ tính toán như vậy, cho nên, ngươi xem. Ta nói việc này cứ tính như vậy. Lão giả nhìn Dương Diệp, sắc mặt hắn âm trầm. Khóe miệng của Dương Diệp xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm. Ta giảng đạo lý với ngươi, ngươi không định nghe, đúng không? Lão giả nói. Xem các ngươi lại tới đây không dễ, ta nói lần cuối cùng, vấn đề này, cứ tính toán như vậy. Không nên để ta nói lại lần thứ hai, hiểu chưa? Dương Diệp cười cười, nói. Nếu ngươi không xử lý, ta sẽ tự mình xử lý. Dương Diệp nói xong,
hắn đi lên tường thành, mà đám người Lãnh Ngọc Nhiễm phía sau hắn đuổi theo trong mắt mọi người đầy sát ý. Làm càn! Lão giả gầm lên một tiếng, hắn xuất trảo về phía Dương Diệp, khí thế cường đại áp chế Dương Diệp, mà lúc này, Dương Diệp dừng bước lại, hắn quay người xông tới trước mặt lão giả, sau đó một thanh cự kiếm chém thẳng vào đầu lão giả. Nhìn thấy Dương Diệp hoàn thủ, lão giả biến sắc, hắn đã giận dữ, cổ tay cầm thước ngăn cản. Khi va chạm với man thần kiếm của Dương Diệp, lực lượng to lớn ập tới, sau khi va chạm cực mạnh, cả cánh tay lão giả run rẩy. Cùng lúc đó, hắn bị đẩy lui về phía sau vài trăm bước. Chân phải của lão già đạp mạnh xuống mặt đất, người hắn đã dừng lại, mặt đất dưới chân hắn nứt ra. Lão già ngẩng đầu nhìn sang Dương Diệp, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, đệ tử trước mặt lại có thực lực như vậy. Ngươi là ai? Lão già trầm giọng hỏi. Dương Diệp không có để ý tới lão già, quay người đi về hướng tường thành, phía sau hắn. Đám người Lãnh Ngọc Nhiễm lập tức đuổi theo. Thấy thế, sắc mặt lão giả trầm xuống, thân hình khẽ động, hắn đi tới trước mặt đám người Dương Diệp, nói. Các ngươi muốn làm. Trời có bao xa thì cút đi bao xa cho ta. Dương Diệp gầm lên, hắn lập tức lao thẳng về phía lão giả, cùng lúc đó, man thần kiếm trong tay hắn chém xuống lần nữa, kiếm cương xuất hiện, mặt đất dưới chân lão giả sụp xuống. Lão hát giả tỏa ra khí thế kinh khủng. Đồng tử của hắn co rụt lại, lúc này, trong mắt của hắn không phải khiếp sợ, mà là kinh hãi. Lực lượng này là của nhân loại có được sao? Lực lượng này còn khủng bố hơn cả yêu thú. Vào lúc lão giả kịp phản ứng, cự kiếm đã đánh xuống. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể lão giả bị nện lún xuống đất. Một kiếm đánh bại lão giả, Dương Diệp không có thừa thắng xông lên, hắn ngước đầu nhìn lên tường thành, ở trên tường thành. Liễu Nam lúc này đang nhìn xuống dưới này, trong mắt hắn có một tia kiêng kỵ, nhưng càng nở nụ cười lạnh. Cười sao, ta xem lát nữa ngươi cười nổi không? Chân phải của Dương Diệp đạp mạnh xuống đất, thân thể hắn bay lên cao, đúng lúc này, đột nhiên trên mặt đất có bóng dáng bay lên, cùng lúc đó, một cây thước lớn lao thẳng về phía Dương Diệp. Cảm nhận được cây thước đánh tới, Dương Diệp giận dữ, hắn đảo ngược thân hình, nắm cự kiếm tay trong và nện mạnh xuống. Oanh! Cự kiếm đánh thẳng vào cây thước rơi xuống đất, Dương Diệp lúc này không thu tay lại, hắn lao thẳng về phía lão giả dưới đất. Nếu ngươi muốn chết, hôm nay ta sẽ thanh toàn ngươi. Vừa dứt lời, Dương Diệp đã đi xuất hiện trên đỉnh đầu của đối phương, cùng lúc đó, man thần kiếm đã tới đỉnh đầu của lão giả. Lúc này đây, Dương Diệp dùng hai tay cầm kiếm. Lúc này đây, hắn không có lưu thủ. Một kiếm rơi xuống, không gian bị nứt vỡ. Khí thế cường đại ép gương mặt lão giả vặn vẹo, đá chung quanh người lão giả nứt vỡ. Đồng tử của lão giả co rụt lại, trong mắt hắn sinh ra một tia dữ tợn, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra vào cây thước trong tay, sau đó hắn cầm thước lao lên. Giới chảm! Vừa dứt lời, một tia sáng bén nhọn bay ra khỏi cây thước, mũi thước cường đại bao phủ man thần kiếm và Dương Diệp. Yên lặng một chớp mắt, mũi nhọn của thước va chạm với man thần kiếm. Mũi nhọn của cây thước bị phá, cùng lúc đó, Dương Diệp nắm man thần kiếm nện mạnh xuống. Nhìn thấy mũi thước nhọn bị phá mất, lần đầu tiên trong mắt lão giả có thần sắc sợ hãi, lúc này, hắn biết rõ, chính mình khinh địch, chính thức khinh địch. Hắn đã không kịp trốn tránh, hắn chỉ có thể dùng cây thước đón đỡ. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, trong ánh mắt tất cả mọi người, lão giả lại bị đánh lún xuống mặt đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngọc Vô Song nháy mắt với Hắc Xuất Bác cùng Hắc Sa, hai người hiểu ý, thân hình vội vàng khẽ động, bọn họ lao xuống mặt đất, rất nhanh, hai người đi ra. Chỉ có điều hai người còn mang theo một người, người này chính là lão giả kia. Lúc này lão giả còn chưa chết nhưng đã trọng thương, cây thước trong tay hắn bị cong, không chỉ thước, mà ngay cả hai tay lão giả cũng cong lại đầy quỷ dị. Hắc Xuất Bác cùng Tiểu Hắc nắm lấy một thanh dao găm đặt ngang cổ lão giả, Hắc Xuất Bác nhìn Dương Diệp, nói. Giao hắn cho chúng ta. Mấy người làm như vậy, nhưng thật ra là vì Dương Diệp, bởi vì bọn họ phi thường hiểu rõ tính cách của Dương Diệp. Dương Diệp trước mắt đã tức giận thật sự, nếu như bọn họ không làm như vậy, dùng tính cách của Dương Diệp, lão giả này tuyệt đối phải chết. Mà bọn họ biết rõ hơn, nếu Dương Diệp giết lão giả này, nhất định sẽ có đại phiền toái. Cho nên, bọn họ chỉ có thể dùng loại phương pháp này để ngăn cản Dương Diệp giết lão giả này.
ngươi cũng dám ra tay với trưởng lão giới luật viện. Không chung, Liễu Nam nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, chung quanh hắn là mấy trăm đệ tử nội viện. Dương Diệp lăng không bước đi, hắn đi từng bước một về phía Liễu Nam. Hôm nay, không ai có thể ngăn cản ta giết ngươi, ai ngăn, kết cục sẽ giống lão bất tử kia. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn lao thẳng về phía Liễu Nam. Đánh hợp kích, Liễu Nam quát lớn, hắn và các đệ tử nội viện chung quanh bộc phát tia sáng chói mắt, tia sáng trắng biến thành một thanh kiếm, tốc độ của cự kiếm cực nhanh, nhanh đến mức Dương Diệp không thể tránh thoát, sau đó trong mắt mọi người, Dương Diệp bay vào một tòa kiến trúc, sau khi nện hủy hơn 10 kiến trúc mới bị chôn vùi. Liễu Nam cười lạnh, khóe miệng còn sinh ra một tia mỉa mai, nói. Đây là giáo tập ngoại viện, thật sự là yếu. Đúng là yếu, một chiêu đã bị miểu sát. Chúng ta giết giáo tập ngoại viện, sẽ không bị xử phạt chứ. Ai kêu hắn yếu như vậy? Rất nhiều đệ tử nội viện bên cạnh Liễu Nam đều nói. Xong. Lúc nghe các đệ tử nội viện nói chuyện, Ngọc Vô Song lắc đầu, trong mắt có một tia lo lắng. Nàng biết rõ, chuyện này càng ngày càng khó giải quyết. Lý Mậu Trinh cùng Lý Thanh Y bên cạnh nàng cũng đồng ý gật gật đầu. Đối với tính cách của Dương Diệp, bọn họ đều biết rõ, đặc biệt là Lý Thanh Y, nàng ở chung với Dương Diệp một thời gian ngắn. Nàng rất rõ ràng một khi Dương Diệp chính thức tức giận, hắn sẽ biến thành kẻ điên triệt để. Giết Thượng Thanh Đạo Môn chính là ví dụ tốt nhất. Nhìn thấy Dương Diệp bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt đám người Lãnh Ngọc Nhiễm thay đổi, bọn họ không giống Lý Thanh Y cùng Ngọc Vô Song, biết rõ thực lực chân chính cùng thân thể của Dương Diệp, bởi vậy, khi nhìn thấy Dương Diệp bay ra ngoài, bọn họ vội vàng tiến tới vị trí của Dương Diệp, vào lúc này, một gã nam tử nội viện áo trắng ngăn cản trước mặt bọn họ. Nam tử áo trắng nhìn đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, nói. Ngoại viện, đừng nói chúng ta khi dễ các ngươi, chúng ta chỉ muốn cho các ngươi biết rõ, đi vào Vân Hải Thư Viện, các ngươi nên ít xuất hiện. Bằng không thì, hắc hắc, giáo tập rác rưởi của các ngươi chính là nhất kết cục tốt. Hiểu chưa, ta? Nam tử áo trắng chưa nói xong, bởi vì chẳng biết Dương Diệp xuất hiện lúc nào và bóp cổ của hắn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Liễu Nam cùng đám đệ hát tử nội viện đại biến. Ngươi không chết. Nam tử áp trắng bị Dương Diệp bóp cổ dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Đê Diệp. Có phải rất thất vọng hay không? Dương Diệp nói. Ngươi, nam tử muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp đã nện hắn xuống đất. Bành! Một tiếng trầm đục, đầu của nam tử chui vào trong lòng đất, mặt đất rạn nứt, máu tươi tràn ra. Giết người! Tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Diệp lại trực tiếp giết người. Làm càn, ngươi cũng dám một mình giết đệ tử học viện. Trưởng lão giới luật viện nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt trừ khiếp sợ ra, còn có lửa giận. 3. Hách Xuất Bác tát vào đầu lão giả, phẫn nộ quát. Câm miệng cho lão tử, bằng không lão tử cũng tiêu diệt ngươi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía mọi người, nói. Có người sợ hay không? Mọi người lắc đầu. Vậy thì theo lão đại. Hách Xuất Bác giận dữ hét. Ngoá! Giết! Các ngươi đứng tại chỗ, đừng có nhúng tay vào. Dương Diệp nhìn đám người Hách Xuất Bác, sau đó đi về phía đám người Liễu Nam, nói. Các ngươi vừa rồi đánh hợp kích rất không tồi, nếu không thử lần nữa xem. Ngươi giết đệ tử nội viện. Liễu Nam trầm giọng nói. Các ngươi vừa rồi còn muốn giết ta. Dương Diệp nói. Đã muốn giết người, nên có giác ngộ bị giết. Lặp lại lần nữa, mạng của ngươi, hôm nay ta muốn. Nói xong, Dương Diệp đã lao thẳng về phía trước. Người này đã phát rồ, trước đánh tổn thương trưởng lão, sau lại giết đệ tử nội viện. Các đệ tử nội viện nghe hiệu lệnh của ta, toàn lực chu sát người này. Đánh hợp kích. Liễu Nam vừa dứt lời, huyền khí trong cơ thể bọn họ tuôn ra ngoài, một thanh cự kiếm năng lượng xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ lần nữa. Huyền khí của mọi người rót vào trong kiếm, hình thể cự kiếm không ngừng bành trướng, năng lượng bên trong càng lúc càng khủng bố. Sát. Liễu Nam dứt lời, chuôi cự kiếm đã bắn tới. Dương Diệp hai tay nắm chặt man thần kiếm và bổ mạnh xuống. Oanh! Phía chân trời bộc phát tiếng nổ lớn như sấm sét, trong ánh mắt của mọi người, cự kiếm năng lượng run mạnh và vỡ vụn, hóa thành vô số năng lượng bắn lả tả khắp nơi. Chết đi cho ta! Dương Diệp hóa thành kiếm quang lao thẳng về phía Liễu Nam. Liễu Nam biến sắc,
vội vàng quát. Thủ trận. Các đệ tử nội viện đều bị thực lực của Dương Diệp làm rung động, nhưng bọn họ phản ứng không chậm. Khi Liễu Nam vừa dứt lời, hai tay của mọi người chỉnh tề kết ấn, thủ ấn ra, một tia sáng trắng bao phủ mọi người vào trong. Mà lúc này, Dương Diệp lại tiến tới phía trước tia sáng trắng. Đối mặt với màn sáng, Dương Diệp không chút do dự, man thần kiếm trong tay nện xuống. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng trắng run rẩy, nhưng vẫn không nát. Đám người Liễu Nam cũng thở ra một hơi, nhưng lúc này, Dương Diệp lại nâng man thần kiếm lên, sau đó hắn lại nện xuống. Bành! 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 Màn sáng kia bị Dương Diệp nện vài lần đã sinh ra vết rạn nứt. Đám người Liễu Nam hoảng hốt, đặc biệt là Liễu Nam, hiện tại hắn đã sợ hãi. Kỳ thật, khi Dương Diệp đánh bại trưởng lão bán thánh cao cấp thì hắn đã sợ hãi. Hắn không phải kẻ ngu xuẩn, hắn biết rõ, chính mình đắc tội một người thực lực cường đại, nhưng hắn biết chắc khi đó không có khả năng hóa giải. Bởi vậy, hắn chỉ có biện pháp duy nhất chính là giết Dương Diệp, chấm dứt hậu hoạn. Ban đầu hắn tập hợp thực lực mấy trăm đệ tử nội viện tăng thêm hợp kích có thể nhẹ nhõm diệt sát Dương Diệp, nhưng hắn không nghĩ tới, thân thể Dương Diệp đã mạnh tới mức còn khủng bố hơn yêu thú bán thánh. Hắn càng không có nghĩ tới, Dương Diệp không chỉ có thân thể mạnh mẽ, thực lực bản thân còn mạnh tới cực điểm. Phải biết rằng, trận pháp của bọn họ có thể ngăn cản được thánh cao cấp công kích đấy. Mà Dương Diệp mới hoàng giả cảnh. Không chỉ có Liễu Nam, những đệ tử nội viện kia đều ngây người. Bọn họ cũng giống Liễu Nam, bọn họ lúc này đã bắt đầu sợ hãi. Các vị, người này đã phát rồ, hắn mà phá vỡ trận pháp này, tất nhiên sẽ đổ sát chúng ta. Nếu chúng ta không muốn chết, chỉ có tề tâm hợp lực đánh chết hắn. Liễu Nam nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt đã có sát ý lạnh lẽo. Hắn biết rõ, chí cường giả của thư viện lúc này đã bị cường giả Thiên Lang Sơn mạch chế trụ, căn bản không cách nào đi ra ngăn cản Dương Diệp. Muốn sống chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn là giáo tập ngoại viện. Trong đó có một đệ tử nội viện nói. Nếu trước kia, giết thì giết, khi đó chỉ có thể trách Dương Diệp quá yếu. Hơn nữa, giáo tập chết đi sẽ không có giá trị, thư viện cũng không vì một người không có giá trị mà trừng phạt bọn họ. Nhưng hiện tại, Dương Diệp không chỉ không kém, còn mạnh như vậy, vạn nhất giết không chết, chuyện này sẽ biến thành nghiêm trọng. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Liễu Nam lạnh lùng liếc mắt nhìn đệ tử chung quanh, nói. Nghe vậy, sắc mặt mọi người lập tức trầm xuống. Liễu Nam lại nói. Trong chúng ta nhiều người nội viện như vậy, nếu chúng ta không thắng nổi một hoàng giả cảnh, sau này nội viện chúng ta sẽ không nổi danh. Còn nữa, hắn đã có thể giết đệ tử nội viện chúng ta, vì cái gì chúng ta không thể giết hắn? Chẳng lẽ đệ tử nội viện chúng ta dễ giết như vậy sao? Nói đến đây, Liễu Nam cao giọng nói. Các vị, đệ tử nội viện chúng ta không thể chết vô ích, muốn hắn nợ máu trả bằng máu, cùng ta xông lên giết hắn. Nghe được Liễu Nam nói thế, sắc mặt rất nhiều đệ tử nội viện biến thành dữ tợn. Oanh! Đúng lúc này, màu trắng màn sáng vỡ vụn. Giết! Liễu Nam hét lớn. Giết! Nợ máu trả bằng máu. Vô số tiếng công kích vang lên trên tường thành. Sau đó có vô số đạo năng lượng công kích bắn thẳng vào Dương Diệp. Nhưng rất nhiều năng lượng công kích không có tác dụng với Dương Diệp, tốc độ của Dương Diệp không giảm và bắn thẳng vào đám người, sau khi tiến vào trong đám người, từng bóng người bay ra ngoài. Những người bay ra ngoài không phải trực tiếp mất mạng cũng trọng thương. Ngay từ đầu còn có người không muốn sống xông lên, nhưng sau khi nhìn thấy Dương Diệp miểu sát dễ dàng, vô số đệ tử nội viện bắt đầu e sợ, bọn họ bắt đầu sợ hãi. Sau đó một ít người không dám xông, bọn họ đã rút lui. Không đến 2 giây, trước mặt Dương Diệp không còn người ngăn cản. Chung quanh Dương Diệp có hơn 100 đệ tử nội viện nằm xuống, trong đó có chết, cũng có trọng thương. Lúc này đây, tất cả đệ tử nội viện sợ hãi. Bọn họ đều là thiên tài, cũng trải qua chém giết, nhưng bọn họ cũng bị thủ đoạn huyết tinh và tàn nhẫn của Dương Diệp trấn trụ. Mà hai tay của Liễu Nam bắt đầu rung động. Hắn thật không nghĩ tới giáo tập ngoại viện trước mặt lại dám đổ sát đệ tử nội viện. Diệp, Diệp Dương, ngươi giết nhiều đệ tử nội viện như vậy, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Đột nhiên Thiên Kiều đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng chỉ vào Dương Diệp, nhưng nàng còn chưa nói xong, Dương Diệp trực đã tát một cái, ba, một tiếng, Thiên Kiều bay ra xa mấy trăm trượng. Dương Diệp lại đi về phía Liễu Nam,
nhìn đám đệ tử nội viện, nói. Ta không phải người ưa thích gây chuyện, đồng dạng, ta cũng không phải một người sợ phiền phức. Ta chỉ cần giết một người, nhưng đáng tiếc, các ngươi không muốn, không nên chết rất nhiều người như thế, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi. Hiện tại, ta muốn hỏi một chút, các ngươi có người nào nguyện ý cùng chết với hắn hay không? Lúc này, một gã đệ tử nội viện đứng ra, nói. Ngươi đồ sát đệ tử nội viện như thế, học viện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó chỉ vào Lãnh Ngọc Nhiễm phía dưới, hắn nói. Trước kia, các ngươi rõ ràng có thể mở cửa thành, vì sao không mở? Các ngươi cũng biết, bọn họ suýt nữa đã chết ở cửa thành. Khi đó, các ngươi có nghĩ qua, bọn họ cũng là đệ tử học viện. Bọn họ không thể không chết sao? Đệ tử kia trầm giọng nói. Đệ tử kia vừa dứt lời, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt hắn, sau đó bắt lấy cổ áo đối phương, hắn đánh một quyền vào bụng kẻ này, gương mặt của tên đệ tử kia vặn vẹo. Bởi vì một quyền của Dương Diệp đã chấn vỡ xương cốt toàn thân của hắn. Dương Diệp buông tay, đối phương nằm co quắp trên mặt đất, Dương Diệp nói. Hiện tại, người cũng không thể không chết sao. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn lao nhanh về phía Liễu Nam, lúc hắn tới trước mặt Liễu Nam. Một trung niên mặc áo đen xuất hiện trước mặt Liễu Nam. Vu sư huynh, nhìn thấy người trung niên kia, Liễu Nam vui mừng. Hành vi độc ác như thế có khác gì yêu thú chứ? Niệm tình ngươi là giáo tập ngoại viện, ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ phế ngươi, tránh ngươi lại đổ sát đệ tử học viện. Người trung niên nói xong, trường thương trong tay hắn mang theo hào quang âm trầm đâm thẳng về phía Dương Diệp. Trường thương mới bắt đầu còn rất bình tĩnh. Nhưng khi đi tới trước mặt Dương Diệp thì tỏa ra hào quang chói mắt, dưới thương quang đáng sợ, Dương Diệp bị đẩy lui gần trăm trượng. Bán thánh cao cấp, người trung niên tay khẽ vẫy, trường thương bay trở về trong tay hắn, hắn nhìn thi thể đệ tử học viện nằm trên mặt đất, trong mắt hắn hiện ra sát ý đáng sợ, nói. Ngươi là giáo tập của thư viện, thật không ngờ lại đồ sát đệ tử thư viện, ngươi cũng đã biết, những người này tương lai sẽ trở thành trụ cột của thư viện hay không? Phu sư huynh. Giết hắn. Lúc này, Liễu Nam vội vàng đi đến bên cạnh người trung niên, nói. Người này trước đánh tổn thương trưởng lão, sau lại đánh chết đệ tử nội viên, hiện tại còn muốn giết ta. Hắn đã điên rồi. Còn nữa, hắn còn đánh Thiên Kiều. Người trung niên cầm trường thương trong tay, hắn chỉ vào Dương Diệp, nói. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng hành vi của ngươi quá mức ác độc, không giết ngươi, thật khó giải mối hận trong lòng ta. Cho dù ngày sau viện trưởng trách phạt, ta cũng nhận. Lúc này, đột nhiên Ngọc Vô Song đi đến trước mặt người trung niên, nói. Vị tiền bối này, vì sao ngươi không hỏi tại sao bọn họ đáng chết? Không ngờ người trung niên trả lời, Ngọc Vô Song lại nói. Chúng ta đều là đệ tử tiếp nhận khảo hạch lần này, bởi vì Thiên Lang Sơn mạch đột biến, bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể liên thủ chạy về Vân Hải Thành. Chúng ta thật vất vả trở lại Vân Hải Thành. Mà Liễu Nam lại hạ lệnh đóng chặt cửa thành, để cho chúng ta bỏ qua thời cơ vào thành tốt nhất, hành vi của hắn suýt làm chúng ta chết hết. Tiền bối ngươi nói, chúng ta có thể không oán hận hay sao? Người trung niên quay đầu liếc mắt nhìn Liễu Nam, sắc mặt hắn thay đổi, vội vàng nói. Là Thiên Kiều bàn giao, Diệp Dương đã từng nhục nhã nàng, cho nên. Người trung niên quay đầu nhìn về phía Thiên Kiều, nàng lập tức sợ hãi nhìn người trung niên, cũng không dám nhìn người trung niên. Chỉ nói khẽ. Ta chỉ muốn hắn cầu ta mở cửa thành, ta không nghĩ tới chuyện này biến thành như vậy, ta. Lúc này, đột nhiên Ngọc Vô Song chỉ vào Liễu Nam, nói. Việc này kỳ thật vẫn phải trách người này, Diệp giáo tập trước kia đã lộ ra thân phận, nhưng người này nhưng vẫn không mở cửa thành, không chỉ có như thế, lúc trước, hắn còn hạ lệnh đánh giết Diệp giáo tập. Nếu như không phải Diệp giáo tập thực lực cường hãn, chỉ sợ hắn đã chết rồi. Nói đến đây, Ngọc Vô Song hít sâu một hơi, chỉ vào Liễu Nam, nói. Người này thân cư chức vị quan trọng, nhưng lại đợi tin một nữ nhân nói bậy, uổng chú ý chúng ta ngoại viện đệ tử sinh tử. Biết rõ sai về sau, nhưng lại dứt khoát sửa, ngược lại còn muốn diệt sát Diệp giáo tập, chấm dứt hậu hoạn, như thế hành vi, thật sự nên chu. Nói láo, Liễu Nam phẫn nộ quát. Lúc ấy tình huống nguy cấp, nhiều như vậy yêu thú tại các ngươi sau lưng. Ta như thế nào dám mở cửa thành? Cửa thành như khai mở, vạn một yêu thú thừa cơ giết tiến đến,
hậu quả kia, các ngươi có thể gánh chịu nổi. Còn có, cho dù ta có sai, cũng có giới luật viện trưởng lão xử trí, khi nào đến phiên ngươi ngoại viện để ý tới. Nói đến đây, Liễu Nam cười lạnh một tiếng, nói. Trước khi giới luật viện trưởng lão đã nói việc này như vậy thôi, nhưng mà các ngươi không chỉ có vi phạm hắn mệnh lệnh, cái kia Diệp giáo tập huống chi đem hắn đả thương, còn giết ta đệ tử nội viện, ngươi nhìn xem, trên mặt đất những này đệ tử nội viện, bọn họ không có chết tại yêu thú chảo xuống, nhưng lại chết tại chính mình nhân thủ xuống, bọn họ chết không nhắm mắt ha hát. Ngọc Vô Song còn muốn nói điều gì, cái kia người trung niên nhưng lại khoát khoát tay, nói. Việc này Liễu Nam làm xác thực thiếu nợ thỏa, nhưng là, hắn lại còn tội không đáng chết, những cái kia đệ tử nội viện càng thêm không nên chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Người đánh trước tổn thương trưởng lão, lại giết đệ tử học viện hơn 10 người, như thế hành vi, mới thật sự là nên chu. Hôm nay, cho dù bị viện trưởng xử phạt, ta cũng muốn thay những này chết đi đệ tử học viện đòi lại một công đạo. Ngọc Vô Song sắc mặt biến hóa, còn muốn nói điều gì, lần này, Dương Diệp nhưng lại đem hắn kéo ra phía sau, sau đó nói. Sự tình đối với sai, kỳ thật một chút cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta phải muốn cho chúng ta trước khi lấy một công đạo, này công đạo, bọn họ trước khi không cho chúng ta, hiện tại cũng không cho chúng ta đây tự chính mình đến lấy, thẳng đến ta chiếm được mới thôi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cái kia người trung niên, nói. Ta trước khi nếm thử cùng cái kia giới luật viện trưởng lão giảng đạo lý, nhưng là ta thất bại, hắn muốn việc nhỏ hóa nhỏ, cứ như vậy bỏ qua đi, này đối với chúng ta đến nói đúng không công bình, cho nên ta cự tuyệt. Hiện tại, chúng ta lần nữa cùng ngươi giảng đạo lý, đáng tiếc, chúng ta lại thất bại. Đã như vậy, vậy thì chiến A, ta thua, ngươi giết ta, ngươi thua, ta giết ngươi. Diệp Dương, ngươi cho rằng ngươi là ai? Phu sư huynh cũng sớm đã bước vào bán thánh cao cấp, cùng hắn chiến. Ngươi xứng sao? Liễu Nam mỉa mai nói. Bán thánh cao cấp. Dương Diệp cười lạnh, nói. Đã từng, ta giết đến mềm tay. Giết đến mềm tay, thật sự là trò cười. Liễu Nam cười lạnh nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn Liễu Nam, nói. Chờ lát nữa sẽ tới lấy đầu của ngươi, sẽ không mất bao lâu. Người trung niên nói. Hôm nay, ta muốn nhìn một chút viện trưởng lão nhân ra tìm giáo tập ngoại viện lợi hại bao nhiêu, đừng nói, ta rất chờ mong đấy. Dù sao ánh mắt lão nhân ra gần đây không tệ, chỉ hy vọng lần này đừng nhìn lầm mới tốt. Nói xong, người trung niên phóng lên trời, trường thương trong tay đâm mạnh về phía Dương Diệp. Liệt thiên! Hắn vừa dứt lời, trường thương đột nhiên bộc phát ra một cổ hỏa diễm kinh khủng, hỏa diễm bao vây trường thương như sao băng, nó đâm thẳng về phía Dương Diệp. Những nơi trường thương đi qua, không gian đều bị xé rách nát bấy, một vết nứt không gian xuất hiện phía sau trường, nương theo trường thương nên vết nứt càng ngày càng dài. Người trung niên không có khinh địch, cũng không dám khinh địch, dù sao trưởng lão giới luật viện chính là bán thánh cao cấp, nhưng vẫn thua trong tay Dương Diệp, hắn làm sao dám khinh địch. Dương Diệp không có lựa chọn trốn tránh, cũng không cách nào lựa chọn trốn tránh, bởi vì trường thương kia đã tập trung hắn. Huyền khí trong cơ thể rót vào man thần kiếm, chân phải của Dương Diệp đạp mạnh lên mặt đất, thân thể hắn phóng lên trời, sau đó đôi tay nắm lấy man thần kiếm nện mạnh vào trường thương. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn sang, Dương Diệp nằm man thần kiếm va chạm với trường thương. Oanh! Tiếng nổ mạnh như sấm sét vang lên, sau đó khí lãng khủng bố bao phủ chung quanh, những nơi khí lãng đi qua, không gian vặn vẹo giống như sắp sụp đổ, thành thế làm cho người ta phải sợ hãi. Dương Diệp bị khí lãng trùng kích nên rơi xuống đất, tuy hắn đã rơi xuống mặt đất nhưng hắn vẫn cưỡng EDP dừng lại để không lui về phía sau. Đôi tay vẫn nắm lấy man thần kiếm, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn đối phương. Đúng lúc này, không gian trên TCI vặn vẹo, những khí lãng kia bị vặn vẹo hóa thành hư vô. Chết đi! Đột nhiên người trung niên tức giận hét lớn. Sau đó trường thương đen kịt xẹt qua phía chân trời đâm mạnh về phía Dương Diệp. Dương Diệp bị áp lực của trường thương đè ép, uy áp cường đại làm cho thân thể Dương Diệp không thể nhúc nhích, giống như tùy thời sẽ nổ tan xác mà chết. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Liễu Nam sinh ra một tia hưng phấn, bởi vì hắn cho rằng Dương Diệp phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt đám người Lãnh Ngọc Nhiễm sinh ra vẻ lo lắng, tuy bọn họ rất có lòng tin vào Dương Diệp, nhưng không thể không nói, thực lực của nam tử trung niên này quá mạnh mẽ.
Xem ra dựa vào lực lượng thân thể đơn thuần còn thì không cách nào chiến thắng bán thánh cao cấp AH. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hắn tiến lên phía trước. Oanh! Đúng lúc này, một cổ kiếm ý kinh khủng tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Sau khi kiếm ý này xuất hiện, uy áp kinh khủng kia đã biến mất không còn. Kiếm ý thiên giai tam trọng. Lúc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người thay đổi, kể cả trưởng lão giới luật viện bị giam giữ lẫn người trung niên tấn công Dương Diệp. Ngươi là người cổ kiếm trai. Nam tử kia trầm giọng nói. Trong mắt hắn đã sinh ra thần thái ngưng trọng, kiếm ý thiên giai tam trọng, có thể nói, đối phương hoàn toàn có thể bằng vào kiếm ý chống lại hắn, hơn nữa chiến lực đối phương còn mạnh như thế. Dương Diệp dùng hai tay cầm man thần kiếm, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, kiếm ý lặng lẽ dung nhập vào trong man thần kiếm, sau khi kiếm ý tiến vào trong man thần kiếm bắt đầu rung rung kịch liệt, không chỉ như thế, long văn trên thân man thần kiếm còn tỏa sáng. Két. Lúc long văn sáng lên, không gian chung quanh Dương Diệp vỡ ra như vỏ trứng gà. Ken két. Khi khe hở xuất hiện càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhiều, không đến một giây, không gian trong phạm vi mấy trăm trượng chung quanh Dương Diệp đã vỡ nát, dưới áp chế của kiếm ý thiên giai tam trọng, những không gian kia lại không thể khôi phục, có thể nói là khôi phục rất chậm. Tất cả mọi người rung động ngây người. Đến, ngươi cũng tiếp một kiếm của ta. Dương Diệp vừa dứt lời. Thân thể hắn hóa thành kiếm quang phóng lên trời. Nhanh, cực nhanh, nhanh đến mức mọi người chỉ thấy kiếm quang lóe sáng. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, sau đó kiếm quang biến mất, mọi người nhìn thấy một cánh tay máu cầm trường thương rơi xuống. Ngay sau đó có một bóng người rơi xuống, đúng là Dương Diệp. Dưới chân của hắn chính là người trung niên. Người trung niên vẫn chưa tắt thở. Dương Diệp lật tay một cái. Mũi kiếm man thần kiếm chỉ vào mi tâm của người trung niên, nói. Bán thánh cao cấp, ta thật sự giết quá nhiều, hiện tại, ngươi tin chưa? Rốt cuộc ngươi là ai? Người trung niên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt trừ nghi hoặc còn có một tia không cam lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại bại bởi một hoàng giả cảnh. Dương Diệp nhìn người trung niên, mặt không biểu tình. Ngươi thua, cho nên, ngươi phải chết. Dừng tay. Lúc này có một bóng người bay tới, bóng người tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức không gian vỡ ra, sau khi tiếng nói vừa dứt, một mỹ phụ đã xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau lưng mỹ phụ này là một vết nứt không gian dài mấy ngàn trượng. Từ dáng dấp, mỹ phụ này khoảng 27-28 tuổi, mái tóc dài vấn cao, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần còn mang theo một phần non nớt của thiếu nữ, lông mày đen nhánh còn mang theo thần thái cao quý, khí khái hào hùng bức người. Hiện tại ánh mắt của mỹ phụ không còn mang theo mỹ ý, chỉ có hàn ý lạnh như băng. Thương giáo tập. Nhìn thấy mỹ phụ, tất cả đệ tử nội viện đều hành lễ với nàng, Liễu Nam càng kích động chạy tới trước mặt đối phương. Lúc nhìn thấy người trung niên bị Dương Diệp đánh bại, nội tâm Liễu Nam đã sợ hãi tới cực điểm, cũng tuyệt vọng tới cực điểm, khi đó, hắn cho rằng mình không có hy vọng, thậm chí, hắn đã chuẩn bị nhận lấy cái chết. Nhưng trời cao đối đãi hắn không tệ. Sau khi tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng, loại cảm giác này thật sự khó diễn tả thành lời. Liễu Nam kích động bắt đầu cười. Ngươi chính là giáo tập ngoại viện mà lão gia hỏa đưa tới. Mỹ phụ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, sát ý trong mắt nàng như hóa thành thực chất. Nếu như lão gia hỏa trong miệng ngươi nói là viện trưởng Vân Hải Thư Viện thì đó là ta. Dương Diệp nói, là ai cho ngươi quyền lợi, cho ngươi giết đệ tử nội viện ta? Mỹ phụ trầm giọng nói, trên người nàng sinh ra khí thế cuồng bạo, hiện tại nàng như núi lửa sắp bộc phát. Không có người nào cho ta quyền lợi. Dương Diệp nói, bọn họ muốn giết ta, cho nên ta giết bọn họ, đương nhiên, chuyện này phức tạp lắm, ta không muốn giải thích và nói nhảm với ngươi. Ngươi có thể cho rằng là, bọn họ muốn giết ta, nhưng thực lực không bằng ta, sau đó bị ta giết. Tốt, tốt. Mỹ phụ giận quá hóa cười, nói. Nói như vậy, thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi, ta có thể giết ngươi. Ngươi có thể thử xem. Dương Diệp nói. Thả hắn, chúng ta thử xem. Mỹ phụ nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Hắn vừa rồi cũng muốn giết ta, có thể tưởng tượng, ta mà bại trong tay hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Cho nên, ta làm sao có thể buông tha hắn chứ? Đương nhiên, chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Nếu như ngươi nguyện ý ra 100 vạn năng lượng thạch siêu phẩm,
ta có thể suy nghĩ mà tha hắn một mạng. Ta xem ngươi muốn chết. Mỹ phụ hung dữ nói. Suy. Mỹ phụ vừa dứt lời, đầu của người trung niên đã lăn sang bên cạnh, máu tươi bắn tung tóe. Dương Diệp nhún nhún vai, nói. Ngươi không muốn, ta sẽ giết hắn. Muốn chết. Sắc mặt Mỹ phụ biến thành dữ tợn, bàn tay như ngọc trắng xuất một chảo về phía Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, thân hình lóe lên, hắn rời khỏi nơi này, hắn vừa rời đi, không gian vị trí hắn đứng lúc trước vỡ ra. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, mà lúc này, một chỉ bàn tay khổng lồ trực tiếp xé rách không gian đi vào hắn đỉnh đầu, sau đó đối với hắn vỗ xuống. Oanh! Dương Diệp chỗ đứng vị trí lần nữa nứt vỡ. Mà Dương Diệp nhưng lại quỷ dị địa xuất hiện tại Mỹ Phụ trước mặt, trong tay man thần kiếm trực tiếp đối với Mỹ Phụ quét ngang mà đi. Nhìn thấy man thần kiếm quét tới, Mỹ Phụ sắc mặt không thay đổi, bàn tay như ngọc trắng thành chộp, trực tiếp một chảo vỗ vào Dương Diệp man thần trên thân kiếm. Bành! Man thần kiếm kịch liệt run lên, Dương Diệp hướng về sau liền lùi lại trăm bước. Cảm nhận được đau đớn trên tay, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Mỹ Phụ, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng và nghi hoặc. Cho dù là yêu thú bán thánh cao cấp cũng không dám nói dùng ngón tay đối kháng man thần kiếm, mà Mỹ Phụ lại dám, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì đẩy lui hắn. Trầm ngâm trong chớp mắt, ánh mắt Dương Diệp nhìn vào đôi tay của Mỹ Phụ. Ngón tay Mỹ Phụ rất nhỏ, rất dài, trọng yếu nhất là tay nàng trong suốt, có thể nhìn rõ kinh mạch, máu và xương cốt. Lực lượng thân thể của ngươi rất mạnh, đáng tiếc, tâm thuật bất chánh, hôm nay, ta sẽ phế ngươi. Mỹ Phụ vừa dứt lời, nàng tiến lên phía trước một bước, nàng đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó, một lực lượng thần bí phong tỏa không gian chung quanh Dương Diệp, làm cho Dương Diệp không cách nào trốn tránh. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, mà lúc này, chảo của Mỹ Phụ đã tới trước mặt hắn. Dương Diệp không chút nghĩ ngợi đã nắm lấy man thần kiếm ngăn lại. Oanh! Một tiếng trầm đục vang lên, Dương Diệp hướng lui nhanh về phía sau, còn chưa lui vài chục bước. Thân thể của hắn đã bị lực lượng vô hình ngăn cản. Mà man thần kiếm trong tay hắn rung động mạnh suýt rời khỏi tay Dương Diệp, trong nội tâm Dương Diệp thầm giật mình, huyền khí trong cơ thể điên cuồng rót vào tay phải, sau đó tay trái nắm chặt man thần kiếm, hai tay cầm lấy man thần kiếm mới làm kiếm bình ổn trở lại. Nhưng lúc này, Mỹ Phụ đã xuất hiện trước mặt hắn, sau đó một chảo nắm lấy hắn. Trước ngọc chảo của đối phương, không gian vỡ ra như giấy. Lúc này, Dương Diệp không có dùng man thần kiếm, mà là thu man thần kiếm, sau đó tay phải nắm chặt thành quyền đánh vào ngọc trảo của Mỹ Phụ. Man thần kiếm tuy mạnh, nhưng có chút cồng kềnh, không thích hợp cận thân bác đấu, mà Mỹ Phụ trước mắt lại là cao thủ cận chiến, bởi vậy, vào thời khắc này, man thần kiếm không có khả năng trợ giúp hắn, ngược lại còn trở thành vướng víu. Quyền trảo chạm vào nhau. Bành! Dương Diệp lúc này không có bị đẩy lui, phải nói không cách nào lui. Bởi vì phía sau hắn chính là hàng rào không gian vững chắc, bởi vậy, thân thể của hắn bị hàng rào không gian cố định, hàng rào không gian sau lưng hắn rung mạnh. Trên nắm tay của Dương Diệp có 5 vết máu. Rất nhanh, chảo của Mỹ Phụ chảo lại tấn công Dương Diệp. Lúc công kích của Mỹ Phụ đánh tới, tuy Dương Diệp còn chưa bị thua, nhưng cũng đã lâm vào thế hạ phong, hắn bị áp chế không có sức hoàn thủ. Ha ha! Nhìn thấy một màn này. Một bên Liễu Nam lập tức điên cuồng đại cười, nói. Thấy không, đây là gọi là giáo tập ngoại viện, thấy không? Hắn không có sức hoàn thủ trước mặt giáo tập nội viện chúng ta. Nghe được Liễu Nam nói thế, đám người Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn hắn một cái, khóe miệng còn nở nụ cười mỉa mai. Ngay cả những đệ tử nội viện cũng xem thường hắn, sau đó cách hắn xa một ít. Dương Diệp đã bị áp chế hoàn toàn, nhưng trong lòng mọi người chỉ có bội phục. Bởi vì Dương Diệp chỉ là hoàng giả cảnh, mà Mỹ Phụ kia đã là bán thánh cao cấp. Dùng thực lực hoàng giả cảnh đối kháng một cường giả bán thánh cao cấp thành danh nhiều năm, lại có thể kiên trì lâu như vậy, hắn yếu sao? Nếu như hắn yếu, chẳng phải mình còn không bằng con sâu cái kiến. Bởi vậy, lúc Liễu Nam cười nhạo Dương Diệp, rất nhiều người ở nơi này sinh ra cảm giác chán ghét hắn. Phát giác được thái độ của mọi người, sắc mặt Liễu Nam trầm xuống, hắn biết rõ. Chính mình đã đắc ý quên hình, nhưng không sao, chỉ cần nam tử gọi là Diệp Dương vừa chết, ngày sau hắn vẫn là người sáng lập hội tịch đệ tử nội viện. Trong tràng, Dương Diệp giống như bị nhốt vào lồng giam, sau đó biến thành một bao cát, mà Mỹ Phụ kia biến thành người đánh bao cát. Oanh!
Nắm đấm của Dương Diệp va chạm với chảo của Mỹ Phụ, không có ngoài ý muốn, Dương Diệp bị đẩy lui lần nữa. Mà Mỹ Phụ kia muốn thừa thắng xông lên, đúng lúc này, một cổ kiếm ý kinh khủng tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, sau khi kiếm ý xuất hiện, thân thể của Mỹ Phụ dừng lại. Kiếm ý thiên giai tam trọng có thể áp chế bán thánh, đây không phải lời nói cho có. Kiếm ý thiên giai tam trọng, ta thật sự xem nhẹ ngươi. Mỹ Phụ trầm giọng nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai tay chính mình, lúc này, hai tay của hắn đã đầy vết máu, nhìn thấy mà giật mình, nhưng khá tốt, hắn chỉ bị thương làn da mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn Mỹ Phụ, ánh mắt lại nhìn hai tay của Mỹ Phụ, nói. Như ta sở liệu, đôi tay của ngươi rất quỷ dị, ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là thứ gì lại có thể giúp đôi tay ngươi có lực lượng kinh khủng như thế? Ngươi sắp chết biết nhiều như vậy làm gì? Mỹ Phụ lạnh lùng nói. Dương Diệp trầm ngâm, sau đó nói. Trước khi chúng ta quyết thắng thua cuối cùng, hỏi một câu, nếu như ta giết ngươi sẽ xuất hiện tình huống đánh nhỏ xong giả lại tới không? Đương nhiên, ta chỉ sợ phiền toái. Có. Mỹ Phụ nói. Sẽ đế một lão già siêu cấp xuất hiện, cho dù cổ kiếm trai kiếm vô trần ra mặt cũng không thể bảo vệ ngươi. Đều có hậu đài, mặc dù biết giết chết ngươi sẽ có phiền toái, nhưng ta vẫn còn có chút nhịn không được. Ngươi có thể dùng sức đánh nàng một trận. Lúc này, Ngọc Vô Song lớn tiếng nói. Đánh nàng một trận, tốt nhất là đánh mông nàng, bởi như vậy có thể hả giận, lại có thể tránh bị thánh giả gây phiền toái. Mỹ Phụ nhìn sang Ngọc Vô Song, nàng lập tức câm miệng, sau đó cúi đầu nhìn chân mình, dáng vẻ ta không có nói cái gì. Kỳ thật, người khác cho rằng Dương Diệp đang nói khoác lác, nhưng nàng phi thường rõ ràng, Dương Diệp không có nói khoác, bởi vì trong tình báo nàng nắm giữ. Dương Diệp đã từng dùng một loại lực lượng thần bí đánh chết Vương Âm Dương cường đại, tuy cảnh giới của Vương Âm Dương không bằng Mỹ Phụ, nhưng thực lực tuyệt đối không kém Mỹ Phụ. Bởi vậy, Dương Diệp nói có thể giết chết Mỹ Phụ, nàng vô cùng tin tưởng. Dương Diệp gật đầu, nói. Biện pháp này rất tốt. Ngươi có thể thử xem. Mỹ Phụ nói. Ta hiện tại thử cho ngươi xem. Dương Diệp dứt lời, mấy ngàn đạo kiếm quang tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Kiếm quang lập tức bao phủ Mỹ Phụ, cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, ánh mắt mọi người bị ngăn cản, không cách nào điều tra tình huống trong kiếm quang. Qua vài giây, kiếm quang biến mất, Dương Diệp cùng Mỹ Phụ đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sau khi nhìn thấy tình huống, tất cả mọi người trực tiếp hóa đá, mà Liễu Nam đã té xuống đất. Sau khi kiếm quang biến mất, Dương Diệp và Mỹ Phụ đều xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này, Dương Diệp đứng ở trước mặt Mỹ Phụ, tay hắn đang bóp cố Mỹ Phụ. Hiện trường yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi vẫn có thể nghe thấy. Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp, trong mắt nàng, trừ khiếp sợ chính là khiếp sợ. Thương giáo tập, nhìn thấy cảnh này, những đệ tử nội viện bên cạnh hoảng hốt, một người lao nhanh về phía Dương Diệp. Cút, Dương Diệp quay đầu lạnh lùng nhìn đám đệ tử nội viện kia, dưới uy thế của Dương Diệp, những đệ tử nội viện lập tức dừng lại. Bọn họ giận dữ nhìn Dương Diệp, nhưng không người nào dám tiến lên một bước. Ta biết rõ ngươi là ai. Lúc này, Mỹ Phụ bị Dương Diệp bóp cổ nói. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Thì tính sao? Mỹ Phụ liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia phức tạp, nói. Ta biết rõ tại sao hắn chọn ngươi, trừ bởi vì thực lực của ngươi, còn có tính khí cổ bốc đồng cùng chơi liều của ngươi. Đúng thế. Đê cũng chỉ có tính cách và thực lực như ngươi mới có thể giết ra một con đường máu tại trung thổ thần châu nhiều thiên tài như chó. Ngươi có cảm thấy ta đi cám giết ngươi hay không? Dương Diệp nói. Ngươi dám sao? Mỹ Phụ nói. Dương Diệp tươi cười, tay hắn chậm rãi dùng sức, rất nhanh, Dương Diệp cau mày, bởi vì cổ của nàng bộc phát lực lượng vô hình, cổ lực lượng này trực tiếp hóa giải lực lượng của hắn. Lực lượng thánh giả. Dương Diệp gật đầu, nói. Thì ra thánh giả động tay chân trên người của ngươi, khó trách ngươi không có sợ hãi như vậy. Nhưng lực lượng thánh giả chỉ xuất hiện khi ngươi gặp nguy hiểm tánh mạng, nói cách khác. Tuy ta không thể giết người, ta có thể đánh ngươi. Nói đến đây, Dương Diệp bóp cổ Mỹ Phụ và nện xuống đất. Bành! Mặt đất trực tiếp vỡ ra, vô số đá vụn bắn tung tóe. Dương Diệp không có dừng lại, tay phải kéo lên Mỹ Phụ dưới đất, sau đó cầm một chân của nàng nện xuống đất liên tục. Bành bành bành. Rất nhanh, mặt đất chung quanh Dương Diệp xuất hiện một hố sâu. Cứ như vậy,
Một phút đồng hồ qua đi, Dương Diệp mới dừng lại, mỹ phụ không chết, dầu gì cũng là bán thánh cao cấp, cho dù không tận lực tu luyện thân thể cũng có thể sánh bằng yêu thú bán thánh. Mặc dù không có chết, nhưng không thể nghi ngờ, đối với mỹ phụ mà nói, việc này còn khó chịu hơn chết. Dương Diệp không có hứng thú đi quản mỹ phụ khó chịu hay không khó thụ, một cước đá mạnh vào bụng mỹ phụ, nàng bị đá ra xa trăm trượng. Mỹ phụ liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia phức tạp, nói. Ta biết rõ tại sao hắn chọn ngươi, trừ bởi vì thực lực của ngươi, còn có tính khí cổ bốc đồng cùng chơi liều của ngươi. Đúng thế, đê cũng chỉ có tính cách và thực lực như ngươi mới có thể giết ra một con đường máu tại trung thổ thần châu nhiều thiên tài như chó. Ngươi có cảm thấy ta đi cám giết ngươi hay không? Dương Diệp nói. Ngươi dám sao? Mỹ phụ nói. Dương Diệp tươi cười, tay hắn chậm rãi dùng sức, rất nhanh, Dương Diệp cau mày. Bởi vì cổ của nàng bộc phát lực lượng vô hình, cổ lực lượng này trực tiếp hóa giải lực lượng của hắn. Lực lượng thánh giả. Dương Diệp gật đầu, nói. Thì ra thánh giả động tay chân trên người của ngươi, khó trách ngươi không có sợ hãi như vậy. Nhưng lực lượng thánh giả chỉ xuất hiện khi ngươi gặp nguy hiểm tánh mạng, nói cách khác. Tuy ta không thể giết người, ta có thể đánh ngươi. Nói đến đây, Dương Diệp bóp cổ mỹ phụ và nện xuống đất. Bành! Mặt đất trực tiếp vỡ ra, vô số đá vụn bắn tung tóe. Dương Diệp không có dừng lại, tay phải kéo lên mỹ phụ dưới đất, sau đó cầm một chân của nàng nện xuống đất liên tục. Bành bành bành. Rất nhanh, mặt đất chung quanh Dương Diệp xuất hiện một hố sâu. Cứ như vậy, một phút đồng hồ qua đi, Dương Diệp mới dừng lại, mỹ phụ không chết, dầu gì cũng là bán thánh cao cấp, cho dù không tận lực tu luyện thân thể cũng có thể sánh bằng yêu thú bán thánh. Mặc dù không có chết, nhưng không thể nghi ngờ, đối với mỹ phụ mà nói, việc này còn khó chịu hơn chết. Dương Diệp không có hứng thú đi quản mỹ phụ khó chịu hay không khó thụ, một cước đá mạnh vào bụng mỹ phụ, nàng bị đá ra xa trăm trượng. Sau khi làm xong tất cả, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn đi thẳng tới trước mặt Liễu Nam, sau đó hắn bóp cổ đối phương, nói. Hiện tại, không ai có thể bảo vệ ngươi. Đúng lúc này, phía chân trời rung mạnh. Một tiếng nổ sinh ra, sau tiếng nổ này, yêu thú đang tấn công bên ngoài tường thành dừng lại, sau đó ngửa đầu phát ra từng tiếng sói tru. Chỉ chốc lát, đàn sói kia càng điên cuồng, chúng dùng phương thức tấn công tự sát vào Vân Hải Thành. Cho dù Vân Hải Thành chắc chắn, đàn sói người trước ngã xuống, người sau tiến lên va chạm tường thành bắt đầu xuất hiện khe hở. Lúc này, bảy lão giả xuất hiện cách Dương Diệp không xa. Toàn bộ đều là thánh giả. Chỉ có điều khí tức bảy lão giả không ổn định, sắc mặt bọn họ hơi tái nhợt, hiển nhiên bảy người đều bị thương. Viện trưởng. Lúc nhìn thấy bảy lão giả, Liễu Nam bị Dương Diệp bóp cổ nhìn thấy hy vọng. Dương Diệp nhìn theo ánh mắt Liễu Nam, một lão giả có râu ria xồm xoàn nhìn hắn. Dương Diệp biết rõ, lão giả này chính là viện trưởng, bởi vì trong bảy người, khí tức lão giả này cường đại nhất. Người quả nhiên là người không an phận. Viện trưởng nói. Két sát. Dương Diệp dùng sức, hắn bóp gãy cổ Liễu Nam, mà Liễu Nam trước khi chết vẫn không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Diệp, hắn không nghĩ tới, thật không nghĩ tới Dương Diệp dám giết hắn trước mặt viện trưởng cùng 6 gã thánh giả. Dương Diệp rất rõ ràng, hiện tại không giết Liễu Nam, đợi tí nữa hắn không có cơ hội giết. Cho nên, hắn cần phải tiên hạ thủ vi cường. Nhìn thấy cảnh này, 6 gã thánh giả, kể cả viện trưởng cũng cau mày. Tâm tính như thế. Không muốn cũng được. Một gã thánh giả nói. Hữu dũng vô mưu, làm việc tàn nhẫn cực đoan, không xứng đảm nhiệm chức giáo tập. Lại một gã lão giả nói. Kẻ này tiến vào thư viện ta, thư viện chắc chắn không được an bình. Nghe được những thánh giả kia đánh giá Dương Diệp, đám người Lãnh Ngọc Nhiễm biến sắc, trong mắt lại sinh ra lo lắng. Những lão giả này đều là chí cường giả của thư viện, bọn họ không thừa nhận Dương Diệp. Chẳng phải có ý nghĩa Dương Diệp sắp bị thôi giữ chức vụ. Lão đầu viện trưởng nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Ngươi cũng biết, nếu trước cai ngươi lùi bước, ngươi không chỉ tìm được thứ ngươi muốn, còn trở thành công thần của thư viện, có thể đạt được thư viện ban thưởng rất nhiều. Mà bởi vì ngươi tùy hứng, ngươi không chỉ sắp mất những thứ này, hơn nữa còn phải trả giá nặng nề. Dương Diệp lắc đầu, nói. Lão đầu, ta biết rõ, ta làm việc này là quá mức. Nhưng ta không cảm giác mình làm sai. Mạng của đệ tử nội viện là mạng, nhưng mạng đệ tử ngoại viện chúng ta không phải là mạng sao?
hắn tự tiện hạ lệnh đóng chặt cửa thành, không cho chúng ta vào thành, hành vi như thế không thể nghi ngờ đang chà đạp mạng đệ tử ngoại viện chúng ta. Mà trưởng lão giới luật viện không chỉ không trừng phạt, còn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Nói đến đây, Dương Diệp chỉ vào đám đệ tử nội viện, nói. Những người này, trước đó biết rõ ta là giáo tập ngoại viện vẫn nghe theo lệnh của Liễu Nam, ra tay giết ta, chẳng lẽ bọn họ không có sai sao? Sở dĩ các ngươi tức giận với ta, đó là bởi vì bọn họ thực lực yếu, sau đó trở thành kẻ yếu, các ngươi đồng tình kẻ yếu. Thế nhưng các ngươi có nghĩ qua, nếu ta lúc trước không có mấy phần thực lực, kết cục những đệ tử ngoại viện này sẽ thê thảm cỡ nào? Bọn họ có sai, nhưng tội không đáng chết. Một lão giả thánh giả trầm giọng nói. Hơn nữa, bọn họ cho dù có tội, cũng phải do giới luật viện đến xử trí, mà không phải ngươi tự tiện vận dụng hình phạt riêng. Dùng thân phận giáo tập, đồ sát đệ tử, nên tru. Một lão giả khác lạnh lùng nói. Không giết kẻ này, chẳng phải những đệ tử kia chết đi vô ích. Lại một lão giả nói. Đề nghị viện trưởng lập tức xử tử kẻ này, cho các đệ tử một công đạo. Viện trưởng nhìn Dương Diệp, nói. Đệ tử nội viện và Liễu CN Nam mặc dù có sai, nhưng tội không đáng chết, ngươi giết bọn họ, trái với luật pháp thư viện, lẽ ra lập tức xử tử. Nhưng niệm tình ngươi mang đệ tử ngoại viện khảo hạch trở về, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Từ lúc này, giải trừ chức vị giáo tập ngoại viện thư viện của ngươi, hơn nữa diện bích 100 năm. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, giải trừ giáo tập thư viện, hắn không có gì nghị, nhưng diện bích 100 năm, nói đùa gì vậy? Đừng nói 100 năm, cho dù là một năm cũng không được. Lúc hắn định phản đối, viện trưởng lại không cho hắn cơ hội, vung tay phải lên, một đạo cấm chế vô hình trực tiếp khóa hắn lại, làm cho toàn thân hắn không thể nhúc nhích. Sau đó ánh mắt Dương Diệp vặn vẹo, sau đó hắn biến mất tại chỗ. Như vậy, chẳng phải quá tiện nghi cho hắn. Một gã thánh giả cảnh nhìn viện trưởng nói. Các cường giả thánh giả nhìn sang viện trưởng, chỉ là cách chức, sau đó diện bích. Không thể không nói, việc này không tính là trừng phạt gì. Viện trưởng lắc đầu, nói. Kẻ này chính là đệ tử cổ kiếm trai, ngươi cảm thấy lão gia hỏa kiếm vô trần sẽ nhìn chúng ta giết hắn sao? Đương nhiên, chúng ta có thể tiên trảm hậu tấu, nhưng khi đó, chết cũng không phải chỉ có mấy đệ tử nội viện. Đừng cho rằng ta đang hù dọa các ngươi, kẻ này không chỉ được tổ sư cổ kiếm trai coi trọng, ngay cả lão bất tử thanh đạo môn cũng coi trọng, chúng ta phạt phạt hắn có thể. Nhưng muốn giết hắn, ngươi tin hay không, hai gia hỏa kia sẽ lập tức gây phiền toái cho chúng ta. Hắn chính là Dương Diệp một người một kiếm đánh lên thanh đạo môn, còn quét mặt mũi của thanh đạo môn. Dùng thân phận giáo tập, đồ sát đệ tử, nên tru. Một lão giả khác lạnh lùng nói. Không giết kẻ này, chẳng phải những đệ tử kia chết đi vô ích. Lại một lão giả nói. Đề nghị viện trưởng lập tức xử tử kẻ này, cho các đệ tử một công đạo. Viện trưởng nhìn Dương Diệp, nói. Đệ tử nội viện và Liễu Nam mặc dù có sai, nhưng tội không đáng chết, người giết bọn họ, trái với luật pháp thư viện, lẽ ra lập tức xử tử. Nhưng niệm tình ngươi mang đệ tử ngoại viện khảo hạch trở về, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Từ lúc này, giải trừ chức vị giáo tập ngoại viện thư viện của ngươi, hơn nữa diện bích 100 năm. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, giải trừ giáo tập thư viện, hắn không có gì nghị. Nhưng diện bích 100 năm, nói đùa gì vậy? Đừng nói 100 năm, cho dù là một năm cũng không được. Lúc hắn định phản đối, viện trưởng lại không cho hắn cơ hội, vung tay phải lên, một đạo cấm chế vô hình trực tiếp khóa hắn lại, làm cho toàn thân hắn không thể nhúc nhích. Sau đó ánh mắt Dương Diệp vặn vẹo, sau đó hắn biến mất tại chỗ. Như vậy, chẳng phải quá tiện nghi cho hắn. Một gã thánh giả cảnh nhìn viện trưởng nói. Các cường giả thánh giả nhìn sang viện trưởng, chỉ là cách chức, sau đó diện bích, không thể không nói, việc này không tính là trừng phạt gì. Viện trưởng lắc đầu, nói. Kẻ này chính là đệ tử cổ kiếm trai, ngươi cảm thấy lão gia hỏa kiếm vô trần sẽ nhìn chúng ta giết hắn sao? Đương nhiên, chúng ta có thể tiên trảm hậu tấu, nhưng khi đó, chết cũng không phải chỉ có mấy đệ tử nội viện. Đừng cho rằng ta đang hù dọa các ngươi, kẻ này không chỉ được tổ sư cổ kiếm trai coi trọng. Ngay cả lão bất tử thanh đạo môn cũng coi trọng, chúng ta phạt phạt hắn có thể, nhưng muốn giết hắn, ngươi tin hay không, hai gia hỏa kia sẽ lập tức gây phiền toái cho chúng ta. Hắn chính là Dương Diệp một người một kiếm đánh lên thanh đạo môn, còn quét mặt mũi của thanh đạo môn.
Có một gã thánh giả nói. Viện trưởng gật đầu, hắn nở nụ cười khổ, nói. Gia hỏa này, ngay từ đầu Kiếm Vô Trần nói với ta hắn là ngôi sao tai họa, ta còn có chút không tin, nhưng hiện tại, không thể không tin. Tính cách của hắn, chậc chậc, thật sự là không xong tới cực điểm. Ngươi muốn cho hắn đại biểu thư viện chúng ta đi tham gia thi đấu với Bạch Hạc thư viện. Lại có một thánh giả nói. Nghe vậy, ánh mắt những người khác nhìn sang viện trưởng. Viện trưởng gật đầu, nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trầm mặc một lát, một gã lão giả nói. Đủ ngang ngược, ngoan độc, có gan, nhưng thực lực kém một chút. Nhưng không sao, thực lực kém có thể tăng lên. Những lão đầu khác tỏ vẻ đồng ý. Ta cảm thấy được chúng ta nên nghĩ biện pháp giải quyết tình cảnh ở đây đã. Một lão giả nói. Tuy yêu vương bị trọng thương, nhưng chúng ta cũng bị nó đánh trọng thương, đương nhiên, nếu như chỉ là thiên lang sơn mạch, chúng ta tự nhiên không cần sợ nó, nhưng lúc này, sự việc có chút không đơn giản. Đúng là không đơn giản. Trong ánh mắt viện trưởng bắn ra hàn quang. Chấm chấm chấm. Trên một đỉnh núi, trước mặt Dương Diệp là một vách núi, trên vách núi có một bức tranh sơn thủy. Ánh mắt Dương Diệp nhìn chằm chằm vào tranh sơn thủy, trong mắt có nghi hoặc và mê mang. Nếu như ngươi có thể hiểu thấu đáo huyền bí của bức họa, kiếm ý của ngươi có thể đạt tới hư vô cảnh. Một giọng nói vang lên sau lưng Dương Diệp. Người tới chính là viện trưởng Vân Hải Thư Viện. Hồi lâu, Dương Diệp nói. Tranh này là ai họa? Người này gọi là Tiêu Giao Tử. Viện trưởng nói, trong giọng nói mang theo cảm xúc kỳ dị. Tiêu Giao Tử. Nghe thấy cái tên này, thân thể Dương Diệp khẽ run lên, hắn quay đầu nhìn sang viện trưởng. Tiêu Giao Tử. Viện trưởng gật đầu, nói. Một nhân vật từng phong vân một cõi tại Trung Thổ Thần Châu, thế nào, người biết hắn? Dương Diệp lắc đầu, quay người ánh mắt nhìn lên bức họa kia. Lúc này, trong nội tâm hắn sinh ra sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới, sau khi đi tới linh giới lại nghe thấy tin tức của Kiếm Tông Tổ Sư, hơn nữa, đối phương còn lăn lộn rất tốt. Hắn bây giờ đang ở Trung Thổ Thần Châu. Dương Diệp hỏi. Biến mất. Ánh mắt lão giả nhìn sang bức họa, nói. Năm đó hắn khiêu chiến đệ nhất cường giả Trung Thổ Thần Châu xong đã biến mất, có người nói hắn chết, cũng có người nói hắn thắng, sau đó đi vị diện cao hơn. Rốt cuộc là thế nào, có lẽ chỉ có cường giả chiến đấu với hắn lúc trước mới biết. Dương Diệp không nói gì, ánh mắt của hắn nhịp vào bức họa. Trên bức họa chỉ có một ngọn núi, chân núi là một dòng sông, trừ hai thứ nãy ra, bức họa không có bất kỳ điểm thần kỳ nào. Nhưng vào lần đầu tiên nhìn thấy bức họa này, ánh mắt của hắn đã không rời đi được. Hắn không cách nào nói rõ là nguyên nhân gì, nhưng bản năng của hắn đã bị bức họa này hấp dẫn. Bức họa này do hắn vẽ cho một tên đệ tử, về sau, tên đệ tử của hắn không cần, sau đó hắn tặng cho ta. Đúng rồi, tên đệ tử kia của hắn có kiếm ý đạt tới hư vô cảnh. Ta không quá hiểu về kiếm đạo, bởi vậy không biết bức họa này có huyền bí gì. Nhưng nhìn bộ dáng của ngươi, ta biết rõ, bức họa này nhất định hữu dụng với người tu hành kiếm đạo như ngươi. Tuy ta đáp ứng giúp ngươi tăng lên tới hư vô cảnh, nhưng ngươi có thể tăng lên tới hư vô cảnh hay không, còn phải xem chính ngươi. Viện trưởng nói, ta rất ngạc nhiên, tại sao ngươi phải mời ta làm giáo tập ngoại viện, chẳng lẽ thật sự muốn cho ta thay mặt Bạch Lộ Thư Viện đi thi đấu? Dương Diệp nói, viện trưởng đi đến bên cạnh Dương Diệp, trong mắt hắn có một tia thương cảm, nói. Năm đó ta cũng giống như ngươi, cùng là thiên chi kiêu tử, cũng kinh diễm tuyệt thế. Đáng tiếc, vận khí ta không có tốt như ngươi, ở bên trong Bạch Lộ Thư Viện, ta đắc tội người không nên đắc tội, bởi vậy, không chỉ bị lưu vong đến Thanh Châu này, còn liên lụy lão sư và các sư huynh của ta. Cho nên ngươi muốn báo thù. Dương Diệp nói. Viện trưởng lắc đầu, nói. Bạch Lộ Thư Viện cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng, báo thù, đó là chuyện không có khả năng. Hơn nữa, ta cũng không muốn báo thù, bởi vì nếu như không có thư viện, sẽ không có ta. Ta chỉ muốn những lão bất tử trục xuất ta ra khỏi thư viện biết rõ, học trò của ta không yếu hơn đệ tử của bọn họ, không hơn. Nghe nói giống như ngươi là kẻ thất bại. Dương Diệp nói. Khóe miệng lão giả co giật, sau đó hắn thấp giọng thở dài, nói. Không phải những học sinh này yếu, chỉ có thể nói, là những yêu nghiệt Trung Thổ Thần Châu quá mạnh mẽ. Không nói chuyện khác, ngươi nên biết năm người Lâu Thiên Tiêu, ngươi cũng đã biết,
năm người bọn họ đặt tới Trung Thổ Thần Châu cũng chỉ tính là không tệ mà thôi. Mà Bạch Lộc Thư Viện làm đệ nhất học viện Trung Thổ Thần Châu, phải nói là đệ nhất học viện linh giới, người ngẫm lại, yêu nghiệt trong đó khủng bố cỡ nào. Cho nên ta càng không thể đi. Dương Diệp nói, nhiều thiên tài yêu nghiệt như vậy, trong đó còn có cái gì trời sinh thánh nhân, người nói, ta nhỏ yếu như vậy, chẳng phải như dê vào miệng cọp. Khóe mắt lão già co giật, sau nửa ngày, hắn nói. Tất cả mọi người đều là người thông minh, không cần quanh co lòng vòng, nói điều kiện của ngươi đi. Dương Diệp nói, ta rất ngạc nhiên, tại Thanh Châu này có nhiều thiên tài như vậy, ví dụ như năm người Lâu Thiên Tiêu, vì sao ngươi không chọn bọn họ, mà lại tới chọn ta? Bởi vì bọn họ không đủ hung ác, không đủ độc, không đủ gan. Lão giả trầm giọng nói, ngươi không biết những oát con của Bạch Lộ Thư Viện khủng bố cỡ nào, còn hung ác hơn cả sói. Kỳ thật lúc trước thư viện có không ít đệ tử không tệ, nhưng đều bại, trừ thực lực là nguyên nhân chủ yếu ra, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là bọn họ không đủ tàn nhẫn, không đủ điên cuồng. Nói đến đây, lão giả liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Mà ngươi, thực lực tạm thời không bằng đám người Lâu Thiên Tiêu, nhưng ở phương diện tàn nhẫn cùng đảm lượng tuyệt đối vượt qua bọn họ. Về phần thực lực, có thể tăng lên. Hơn nữa, thực lực của ngươi cũng không yếu hơn bọn họ bao nhiêu, nếu như ngươi có thể tăng lên kiếm ý hư vô cảnh, như vậy ngươi không kém gì bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nếu như ta đi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Lão giả trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Bạch Lộ Thư Viện ta có 7 tên thánh giả, trước khi thi đấu, 7 người chúng ta có thể miễn phí giúp ngươi 3 lượt, sau khi thi đấu. Nếu ngươi có thể lấy được thành tích top 3, ngươi chính là viện trưởng thư viện kế tiếp, khi đó, trừ 7 tên thánh giả chúng ta làm chỗ dựa cho ngươi, tài nguyên cả Vân Hải thư viện cũng nghiêng về phía ngươi. Hơn nữa, việc này cũng không ảnh hưởng tới việc ngươi là người của Cổ Kiếm Trai. Dương Diệp quay người nhìn về phía lão giả, nói. Vì cái gì? Lão giả hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói. Ta chỉ muốn xả tức giận, ngươi tin không? Dương Diệp nhìn lão giả suốt nửa ngày, sau đó nói. Thành giao. Hắn không có lý do gì cự tuyệt, 7 tên thánh giả trợ lực, việc này đúng là thứ hắn cần. Bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn xác định vững chắc sẽ đối đầu với Vân Tiêu Thánh Điện, khi đó, nếu như Cổ Kiếm Trai không ra mặt tương trợ, chẳng phải hắn sẽ mặc người khác bóp nắn hay sao? Có lão giả này hứa hẹn. Ngày sau đối mặt quái vật khổng lồ như Vân Tiêu Thánh Điện cũng không bị thánh giả của đối phương lấy lớn hiếp nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng hiểu, trọng yếu nhất vẫn phải tăng thực lực của mình lên, chỉ có chính mình mạnh, mới là mạnh thật sự. Nhìn thấy Dương Diệp đáp ứng, lão giả tươi cười, nói. Tốt, nếu người đáp ứng, vậy sau này mọi người sẽ là người một nhà. Đã là người một nhà, ta cũng không khách khí với người. Hiện tại người cũng nhìn thấy. Vân Hải Thư Viện chúng ta gặp phải nguy hiểm cực lớn, là người mình, người làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Chỉ là quản chế tạm thời mà thôi, người cứ giữ lại, về sau có thời gian lại nhìn, hiện tại, tranh thủ thời gian thủ thành cho chúng ta. Khốn kiếp! Dương Diệp nói. Ngươi lừa ta! Lão giả cười nói. Làm sao có thể nói là lừa chứ? Đều là người một nhà, lẽ ra phải đồng tâm hiệp lực, không phải sao? Ta hiện tại không còn là giáo tập ngoại viện. Dương Diệp nói. Ta nói ngươi phải, ngươi bây giờ đã là giáo tập. Lão giả nói. Ta còn giết đệ tử nội viện. Dương Diệp lại nói. Ngươi đi thủ thành, không phải đặc xá, mà là lập công chuộc tội. Lão giả nói. Dương Diệp. Lão giả nói. Đúng rồi, đám đệ tử ngoại viện kia có cảm tình rất sâu với ngươi, bọn họ vì xin tha cho ngươi. Tất cả đều quỳ ở trước cửa thành, yêu cầu ta thả ngươi, bằng không sẽ quỳ không đứng lên. Nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp sinh ra một dòng nước ấm, ánh mắt nhìn ra xa, đó là hướng Vân Hải Thành. Lúc này, lão giả lại nói. Tuy ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cần người thư viện tán thành, ngày sau bọn họ sẽ làm việc vì ngươi, ngươi nhất định phải muốn tạo ra một chút thành tích. Đặc biệt là 6 lão gia hỏa kia, ngươi chỉ có đạt được bọn họ tán thành. Bọn họ mới có thể cam tâm tình nguyện giúp ngươi, bằng không, ngày nào đó ta không còn ở đây, đừng nói bọn họ giúp ngươi, nói không chừng bọn họ nhìn ngươi khó chịu sẽ đánh ngươi đấy.
Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Trước khi đến, ta gặp được người của Vân Tiêu Thánh Điện, bọn họ đi chung với yêu thú của Thiên Lang Sơn Mạch. Bọn họ còn mời ta gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện. Ta biết rõ. Lão giả nói. Ngươi biết. Dương Diệp kinh ngạc nói. Lão giả gật gật đầu, nói. Bọn họ cũng không có giấu giếm, nhưng bọn họ không có phái ra cường giả thánh giả đến đây, bọn họ chỉ âm thầm hỗ trợ Thiên Lang yêu vương, sở dĩ không xuất động thánh giả, có lẽ đang chờ đợi cái gì đó. Vì sao bọn họ ra tay với Vân Hải Thư Viện? Dương Diệp hỏi. Lão giả nói. Thiên Lang vương ra tay với chúng ta, ta biết vì nguyên nhân gì, Vân Hải Thư Viện chiếm cứ khu vực linh mạch tốt nhất, còn có các loại mạch khoáng phong phú. Mà Thiên Lang Vương ở tại Thiên Lang Sơn Mạch không chỉ không có mạch khoáng, ngay cả linh mạch cũng sắp khô kiệt. Cho nên, hắn vì hậu đại tử tôn, hắn nhất định phải ra tay với Vân Hải Thư Viện chúng ta, bằng không về lâu dài, trên đời nhất định không còn Thiên Lang nhất tộc. Nói đến đây, lão giả cau mày, nói. Về phần Vân Tiêu Thánh Điện, Vân Tiêu Thánh Điện ở phía bắc xa xôi, theo đạo lý mà nói, bọn họ không có lý do ra tay với chúng ta. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác lại ra tay. Hơn nữa còn liên thủ với yêu tộc, việc này làm ta không hiểu, phải biết rằng, nhân tộc cùng yêu tộc luôn tồn tại thù hận với nhau. Chúng ta còn có viện quân? Dương Diệp hỏi. Lão giả cười nói. Tự nhiên, viện quân chính là Cổ Kiếm Trai và Thanh Đạo Môn. Tuy, khi Vân Tiêu Thánh Điện không có chính thức ra tay, Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn sẽ không xuất thủ. Bọn họ sở dĩ phái viện binh giúp chúng ta. Mục đích tự nhiên là đề phòng thế lực của Vân Tiêu Thánh Điện tiến vào phía nam. Tại đây, địa bàn nhân loại không đủ chia, Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn làm sao có thể dễ dàng tha thứ có thêm một thế lực nhúng tay vào chứ? Nói như vậy, tình huống cũng không có hỏng bét. Dương Diệp nói. Lão giả lắc đầu, nói. Tình huống còn xấu hơn người nghĩ nhiều, hiện tại chỉ có Thiên Lang tộc ra tay với chúng ta. Nhưng ta cũng không dám cam đoan các yêu vương nam giới có ra tay với chúng ta hay không. Tóm lại, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không cần sợ hãi, Vân Hải Thư Viện chúng ta cũng không phải bùn nặn ra. Oanh! Đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời sinh ra tiếng nổ lớn, sau đó tiếng sói tru vang vọng không gian truyền tới. Bọn họ sắp công thành. Lão giả nói. Tiểu tử, hiện tại lên đi, cửa chính Vân Hải Thành do ngươi phụ trách. Đừng cho con yêu thú nào tiến vào. Muốn đạt được trợ giúp từ Vân Hải Thư Viện, như vậy ngươi cũng phải trả giá, mà bây giờ chính là thời điểm trả giá. Khi lão giả dứt lời, trong Vân Hải Thành có cột sáng bắn lên trời và chui vào trong hư không, cùng lúc đó, lão giả cũng hóa thành một cột sáng biến mất tại chỗ. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn trầm ngâm một chớp mắt, hắn vung tay phải lên, hắn thu bức họa sơn thủy kia lại, sau đó thân hình hắn khẽ động. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất phía chân trời. Xem như vì đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, hắn cũng phải đi. Vân Hải Thành. Chung quanh Vân Hải Thành là sơn mạch cao vút trong mây, bởi vậy, hiện tại có thể nói Vân Hải Thành bốn bề thụ địch. Vô số đại quân đàn sói người trước ngã xuống, người sau tiến lên tấn công Vân Hải Thành, những đàn sói kia đều dùng phương thức bạo lực nhất công thành, chúng dùng thân thể cường đại va chạm với tường thành. Đối mặt với công kích không muốn sống như vậy, tường thành các nơi của Vân Hải Thành đã bắt đầu xuất hiện vết vết rạn, trận pháp cường đại và cường giả Vân Hải Thành công kích hiệu quả càng ngày càng nhỏ, bởi vì đàn sói quá nhiều, chết một đám sẽ có một đám khác xông lên. Trong Vân Hải Thành, vô số huyền giả xông lên tường thành thủ thành, ở trong đó có đệ tử Vân Hải Thư Viện và quân đội Vân Hải Thành, còn có rất nhiều huyền giả tán tu. Tất cả mọi người rất rõ ràng, một khi yêu tộc phá thành, kết cục của mọi người đều là chết. Dưới tường thành của Vân Hải Thành có hơn 80 người hợp thành một hàng quỳ dưới thành, đám người đang đứng trên tường thành đều dõi mắt nhìn. Hơn 80 người này chính là đám người Lãnh Ngọc Nhiễm. Vì sao Dương Diệp bị trừng phạt? Tất cả mọi người hiểu, sở dĩ Dương Diệp bị trừng phạt, đó là bởi vì hắn đòi công đạo vì bọn họ. Đối mặt cả Vân Hải Thư Viện, bọn họ căn bản không cách nào dùng vũ lực tới cứu Dương Diệp. Biện pháp duy nhất chính là dùng biện pháp ngu xuẩn này. Tỷ, ngươi không phải không quỳ sao? Phía trước bên trái, Ngọc Vô Song quỳ trên mặt đất dùng cánh tay đụng đụng Ngọc Vô Kiều, nói. Sắc mặt Ngọc Vô Kiều đỏ bừng, sau đó nàng lườm Ngọc Vô Song, nói. Lão nương không muốn nợ nhân tình cùng nhân mạng của người khác, tuy ta khó chịu khi nhìn Diệp Dương, nhưng sự thật hắn đã cứu ta với ngươi, cho nên, ta.
Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Vô Kiều không biết nên nói cái gì. Ngọc Vô Song rất nể tình, lập tức cho nàng một bậc thang. Cho nên chúng ta nhất định phải làm chút gì đó vì hắn, đúng không? Ngọc Vô Kiều vội vàng gật đầu. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh truyền tới, mọi người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy hai gã đệ tử nội viện đi về phía bọn họ. Tên đệ tử nội viện bên trái cầm trường kiếm trong tay nhìn đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, sau đó cười lạnh nói. Diệp Dương giết đệ tử nội viện chúng ta, tội ác tày trời, các ngươi lại vẫn vọng tưởng cầu tình cho hắn, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Các ngươi muốn làm đệ tử thư viện, vậy thì cầm kiếm các ngươi lên, theo chúng ta đi giết địch, mà không phải ở nơi này cầu tình cho kẻ tội ác tày trời kia. Chó má, im đi. Hách Xuất Bác lúc này tức giận nói. Hắc Sa bên cạnh dùng tay chọc chọc hắn, nói. Văn minh một chút. Văn minh cái búa. Hắc Xuất Bác đứng dậy, hắn chỉ vào hai tên đệ tử nội viện nói. Trước kia khi chúng ta chưa tiến vào trong thành đúng lúc, tại sao các ngươi không nói chúng ta là đệ tử học viện? Khi đó các ngươi thấy chết mà không cứu, các ngươi có nghĩ tới chúng ta là đệ tử học viện hay không? Không có Diệp lão đại, bọn ta đã biến thành thịt nát rồi, còn thủ thành, thủ con bà các ngươi ấy. Ngươi muốn chết. Tên đệ tử nội viện kia giận dữ, lúc này trường kiếm của hắn chỉ thẳng vào Hách Xuất Bác, vào lúc hắn muốn động thủ, lúc này, người sau lưng Hách Xuất Bác lập tức đứng dậy và vây quanh hai gã đệ tử nội viện, toàn bộ ánh mắt bọn họ nhìn hai người này, không hề nghi ngờ, nếu đối phương dám động tay, mọi người tuyệt đối dám xông lên một lượt. Mà lúc này, một ít đệ tử nội viện trên tường thành nhìn thấy đám người Lãnh Ngọc Nhiễm vây quanh hai gã đệ tử nội viện lúc, bọn họ lập tức nhảy ra khỏi tường thành và đi tới đối diện đám người Lãnh Ngọc Nhiễm. Lần này, song phương lập tức giằng co, từ khí thế hai bên, đám người Lãnh Ngọc Nhiễm đã lâm vào hạ phong. Bởi vì những đệ tử nội viện kia không chỉ có số lượng vượt qua đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, trên cảnh giới cũng cao hơn đám người Lãnh Ngọc Nhiễm một giai. Tên đệ tử cầm kiếm lập tức tăng thêm lực lượng, hắn dùng kiếm chỉ vào đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, tức giận nói. Không phải các ngươi hung hăng càn quấy sao? Các ngươi hung hăng càn quấy nữa xem, đến đây, hung hăng càn quấy cho ta xem đi. Hắn đã nói như vậy, các ngươi còn chờ cái gì? Lúc này, một giọng nói vang lên. Nghe thấy giọng nói này, đám người Lãnh Ngọc Nhiễm nao nao, bọn họ quay người nhìn sang nơi phát ra âm thanh, chỗ đó có một người đang đứng, người này chính là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, đám người Lãnh Ngọc Nhiễm vui mừng, mọi người không có quan tâm tới tên đệ tử nội viện kia nữa. Tất cả đều chạy tới bên cạnh Dương Diệp, vừa mới tiếp xúc đã tiến lên ôm Dương Diệp. Những đệ tử nội viện kia đều biến sắc, cả đám như nhìn thấy ma quỷ xuất hiện, đặc biệt là tên đệ tử cầm kiếm, chẳng biết từ lúc nào, kiếm của hắn đã rơi xuống mặt đất. Qua một lúc lâu, chỉ có đám người Hạ Băng Vi cùng Ngọc Vô Kiều là không ôm lấy Dương Diệp. Hạ Băng Vi tự nhiên sợ Dương Diệp, Ngọc Vô Kiều thì kiên cường, nàng kiên cường thì làm sao tiến lên ôm Dương Diệp chứ? Nhưng Dương Diệp cũng không chuẩn bị buông tha hai nàng, hắn đi đến trước mặt các nàng, sau đó hắn lại ôm lấy hai nàng, nói. Ôm hữu nghị thuần khiết. Nói xong, hắn đã lui lại. Sắc mặt hai nữ đỏ bừng, Hạ Băng Vi nhìn Dương Diệp một chút, e ngại trong mắt nhiều hơn một chút, Ngọc Vô Kiều thì xấu hổ lườm Dương Diệp. Dương Diệp không có để ý hai nữ, hắn đi về phía đám đệ tử nội viện, nhìn thấy Dương Diệp đi tới. Sắc mặt các đệ tử nội viện thay đổi và lui về phía sau. Ngươi cũng dám một mình trốn ra ngoài. Nam tử cầm kiếm nhìn sang Dương Diệp, cố gắng muốn làm mình trấn định lại, nhưng hai tay của hắn vẫn không ngừng run rẩy. Đối với Dương Diệp, những đệ tử nội viện này đã sợ hãi chân chính, vẫn nói giỡn a hát, hơn 10 đệ tử nội viện, hắn nói giết liền giết, không có chút nào cố kỵ nào, hơn nữa giáo tập của bọn họ cũng bị đánh tơi bời. Trong lòng mọi người, Dương Diệp chính là một ác ma chính cống. Ngươi không phải bảo chúng ta hung hăng càn quấy sao? Ta hiện tại hung hăng càn quấy cho ngươi xem, được không? Dương Diệp đi về hướng nam, khi hắn đi mỗi bước về phía trước, đám đệ tử nội viện không ngừng lui bước. Hiện tại, cho dù bọn họ mượn 100 lá gan cũng không dám động thủ, bởi vì một khi động thủ, bọn họ tin tưởng, nam nhân trước mắt tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với bọn họ. Ngươi! Sắc mặt tên đệ tử này trắng bệch. Lúc này, trong giáo tập nội viện chỉ còn lại Mỹ Phụ đã giao thủ với Dương Diệp mới dám đứng trước mặt bảo hộ đệ tử nội viện. Nhìn thấy Mỹ Phụ,
đám đệ tử nội viện lập tức thở ra một hơi. Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp cũng nhìn đối phương, tuy hắn. Lần này đi ra cũng không muốn gây sự, nhưng nếu như đối phương dám động thủ, hắn tuyệt đối sẽ dám đánh nàng một trận. Khi dễ người yếu hơn mình, có ý nghĩa sao? Mỹ Phụ nói. Không có chút ý nghĩa nào cả. Dương Diệp nói. Nói thực, kể cả người ở đây, ta không có ý ra tay với các ngươi, nhưng mỗi lần các ngươi đều muốn chọc ta. Giống như lần này, nếu ta không đến, chẳng phải đệ tử nội viên thực lực mạnh hơn sẽ khi dễ đệ tử của ta sao? Mỹ Phụ trầm giọng nói. Đệ tử luận bàn khiêu khích lẫn nhau, đây là chuyện rất bình thường, đây chính là việc học viện tán thành. Ngươi hỏi đệ tử của ta xem, lúc bọn họ là đệ tử ngoại viện, có người nào chưa từng bị đệ tử nội viện khi dễ chưa? Mà bây giờ, bọn họ là đệ tử nội viện, cái có người nào không bị ám viên khi dễ? Nói xong, Mỹ Phụ chỉ vào đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, nói. Muốn không bị khi dễ sỉ nhục, vậy thì bản thân cố gắng mạnh lên đi, mà không phải đi tìm chỗ dựa. Nếu tìm chỗ dựa, ta hiện tại có thể đi tìm hai thánh giả tới, khi đó, chẳng phải có thể diệt sát tất cả các ngươi hay sao? Dương Diệp. Mỹ Phụ lại nói. Chỉ có trong hoàn cảnh như thế, những học sinh này mới có thể càng ngày càng mạnh, mà không phải càng ngày càng yếu. Bởi vì người yếu, người sẽ bị khi dễ, người yếu, người sẽ bị đánh. Nếu như mỗi giáo tập đều giống như ngươi, đệ tử bị sỉ nhục sẽ xuất đầu thay đệ tử. Như vậy dứt khoát tụ tập các giáo tập lại đánh nhau đi, cần các đệ tử cố gắng làm cái gì? Bởi vì có một giáo tập cường đại có thể không bị khi dễ sỉ nhục. Dương Diệp. Mỹ Phụ còn chuẩn bị nói gì đó, Dương Diệp vội vàng nói. Ngừng, chuyện này ta sai. Ngươi nói những việc này, ta cảm thấy có đạo lý, với tư cách đệ tử, bọn họ thật sự cần có áp lực cùng động lực, nếu như cái gì cũng cần ta giải quyết giúp bọn họ thật sự không cách phát triển. Cho nên, về sau ta sẽ không xuất đầu vì bọn họ. Nghe được Dương Diệp nói thế, Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia ngoài ý muốn, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Dương Diệp lại nhận sai. Nàng cho rằng, Dương Diệp tuyệt đối là người bảo thủ và tự cho là đúng. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, đột nhiên tường thành rung động mạnh, đám người Mỹ Phụ biến sắc, bọn họ lập tức nhảy lên tường thành. Dương Diệp cũng lướt lên tường thành. Mà đám người Lãnh Ngọc Nhiễm cũng theo sát phía sau. Dưới thành là đàn sói mênh mông, những đàn sói này có rất nhỏ, nhưng rất nhiều lại rất lớn nhất cũng cao gần trăm trượng, đạt tới một nửa độ cao của tường thành. Yêu lang cao trăm trượng như vậy, số lượng không phải rất nhiều, chỉ có khoảng trăm con, nhưng mỗi một con thấp nhất cũng là bán thánh cao cấp. Bọn chúng tạo thành tổn thương lên tường thành rất khủng bố, mỗi một lần va chạm đều làm cho tường thành sinh ra vết rách. Này! Đến đánh cuộc, có dám hay không? Mỹ Phụ kia nhìn về phía Dương Diệp. Đánh bạc cái gì? Dương Diệp nói. So đấu giết yêu thú nhiều hơn, là ngoại viện hay nội viện giết nhiều yêu thú hơn, dùng nội đan yêu thú làm bằng chứng, như thế nào? Mỹ Phụ nói. Thời gian là một ngày. Ngươi cảm thấy công bằng sao? Dương Diệp nói. Dù số lượng đệ tử nội viện hơn xa ngoại viện, hơn nữa thực lực cũng vượt xa ngoại viện, cần gì đánh bạc chứ? Đệ tử ngoại viện các ngươi giết một yêu thú sẽ tính tả hai con, có dám hay không? Trong mắt Mỹ Phụ mang theo một tia khiêu khích. Dương Diệp liếc mắt nhìn Mỹ Phụ, sau đó nói. Tiền đánh cuộc là cái gì? Bên thua, nam phải chạy trần chuồng khắp Vân Hải Thành, nữ phải giặt quần áo cho bên thắng 10 ngày. Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Cũng kể cả ngươi cùng ta, có dám hay không? Có dám hay không? Đều là một đám chưa nhìn thấy máu, bọn họ làm sao dám? Nếu không chúng ta cho bọn họ giết một yêu thú tính là 100 con nhé. Ha ha! Đệ tử nội viện sau lưng Mỹ Phụ lập tức ồn ào, nhưng không ai dám xem thường Dương Diệp, mà là khiêu khích người sau lưng Dương Diệp. Lão đại, đáp ứng nàng, sợ bọn chúng cái búa. Đáp ứng nàng, đấu với bọn chúng. Đáp ứng! Song phương vốn không hợp mắt nhau. Hiện tại lại bị nội viện khiêu khích như thế, người sau lưng Dương Diệp làm sao chịu được. Lập tức kêu la đồng ý. Nghe người sau lưng Dương Diệp nói thế, khóe miệng của Mỹ Phụ lộ ra nụ cười đắc ý, nói. Kết trận, quần tinh trụy lạc. Vừa dứt lời, các đệ tử nội viện trên tường thành kết thủ ấn kỳ dị, rất nhanh, trong ánh mắt của mọi người, bầu trời lại xuất hiện năng lượng thể chói mắt giống như ngôi sao, khoảng chừng mấy ngàn tia sáng như vậy.
Sau một khắc, mấy ngàn năng lượng thể kia rơi từ trên trời xuống. Oanh! Phía dưới, gần 1.000 yêu thú bị mất mạng tại chỗ. Đám người sau lưng Dương Diệp sửng sốt, cái ngay cả Hắc Xuất Bác kêu la, đáp ứng, Hằng Nhất cũng giật mình. Sắc mặt Dương Diệp mất tự nhiên, sau nửa ngày, hắn quay người nhìn đám người Hắc Xuất Bác, nói. Là các ngươi đáp ứng, có liên quan gì tới ta sao? Lão đại, nhanh nghĩ biện pháp đi, bằng không thì mọi người thật sự sẽ chạy trần chuồng. Hắc Xuất Bác cười khổ nói. Đám người sau lưng hắn cười khổ, bọn họ căn bản không có nghĩ tới đệ tử nội viện còn có trận pháp sắc bén như vậy, bằng không, đừng nói giết một con yêu thú tính toán hai đầu, cho dù là năm đầu, bọn họ cũng không đáp ứng. Ta cũng không muốn giặt quần áo cho bọn họ. Ngọc Vô Song đi đến bên cạnh Dương Diệp, nói. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi. Dương Diệp trầm ngâm một lúc, sau đó chỉ vào đàn yêu thú phía dưới, nói. Chúng ta xuống dưới. Xuống dưới. Mọi người sững sờ, sau đó liếc mắt nhìn xuống dưới, bên dưới là đàn sói rậm rạp chằng chịt, mọi người hơi run rẩy. Hách Xuất Bác cười gượng, nói. Lão đại, ngươi không có nói đùa chứ? Dương Diệp nói. Bọn họ có trận pháp, có thể đứng trên tường thành giết yêu thú, nhưng chúng ta có sao? Chúng ta không có, chúng ta muốn giết yêu thú, nhất định phải xuống dưới. Đương nhiên, nếu như các ngươi không dám, mọi người có thể trực tiếp đầu hàng, sau đó đi chạy trần chuồng đi. Ta xuống dưới. Lúc này, Ngọc Phô Kiều đứng ra, nàng nhìn sang đám đệ tử nội viện, sau đó nói. Lão nương cũng không muốn giặt quần áo cho đám vương bát đản kia. Nói xong, nàng quét mắt nhìn đám người Hách Xuất Bác, nói. Các ngươi còn là nam nhân thì cũng đừng do dự cho lão nương, sảng khoái chút, mọi người không phải chưa từng đối mặt với nhiều yêu thú như thế. Ta cũng xuống dưới. Lý Mậu Trinh cũng đi tới, nói. Việc chạy trần chuồng, ta ra mặt mỏng, thật sự làm không được. Ta cũng giống Lý Huynh. Phong Vũ Triều cũng đi tới, nói. Hơn nữa, ta cũng không muốn băng vì các nàng đi giặt quần áo cho đám người kia. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người đứng ra. Lão đại, người có át chủ bài nào hay không? Hách Xuất Bác đi đến bên cạnh Dương Diệp, hắn cười hắc hắc nói. Dương Diệp liếc hắn một cái, sau đó nói. Lúc nãy giáo tập nội viện nói đúng, rất nhiều chuyện vẫn phải dựa vào chính các ngươi, cho nên, mặc dù lát nữa ta xuất lực, nhưng chỉ giết yêu thú, mà không phải bảo hộ các ngươi. Nếu các ngươi không muốn chết, vậy thì dốc sức liều mạng cho ta, nếu như các ngươi chết, các ngươi yên tâm, ta sẽ giết thật nhiều yêu thú báo thù cho các ngươi. Mọi người, đi theo ta. Dương Diệp lật tay một cái, man thần kiếm xuất hiện trong tay. Nắm man thần kiếm, Dương Diệp đạp lên tường thành và nhảy xuống dưới, trên không trung, Dương Diệp thét to một tiếng, đôi tay nắm chặt man thần kiếm và chém mạnh xuống dưới. Một đạo kiếm khí bay ra khỏi man thần kiếm. Oanh! Mấy trăm yêu thú lập tức mất mạng. Sát! Nhìn thấy cảnh này, đám người Hách Xuất Bác cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, một đám người nhảy ra khỏi tường thành và đuổi kịp Dương Diệp. Hách Xuất Bác đi đến bờ tường thành, lúc hắn chuẩn bị bay ra ngoài. Đột nhiên, hắn cau mày nói. Hộ thành đại trận có thể ra không thể vào, lát nữa chúng ta quay về thế nào? Hách Xuất Bác âm thanh vừa nói xong, hắc xa âm thanh là được tự phía sau hắn truyền đến. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Vừa dứt lời, Hách Xuất Bác chợt cảm thấy chính mình phía sau lưng truyền đến một đạo sức lực lớn, đón lấy, hắn cả trực tiếp bay ra khỏi thành tường. Nhìn thấy đám người Dương Diệp bay ra khỏi thành tường. Đám đệ tử nội viện hoàn toàn sửng sốt. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới đám người Dương Diệp lại dám giết ra ngoài. Ông trời ơi, phía dưới là vô số con sói, bọn họ không sợ chết sao? Mỹ phụ kia nhìn Dương Diệp suốt nửa ngày, sau đó nói. Thật sự là tên điên. Sau khi đám người Dương Diệp nhảy ra khỏi tường thành, bọn họ giống như lúc trước, lưng tựa lưng. Dùng Dương Diệp cầm đầu, đám người Lý Mậu Trinh theo sát phía sau. Kỳ thật. Nếu như là tình huống bình thường, mọi người đừng nói giết yêu thú, chỉ khí thế của yêu thú cũng đủ giết bọn họ. Nhưng bởi vì có Dương Diệp đứng trước, khí thế của những yêu thú kia đã không có tác dụng. Bởi vì dưới uy thế của kiếm ý thiên giai tam trọng, tất cả khí thế đều biến thành mây khói. Không chỉ có như thế, bị kiếm ý áp chế, chiến lực đám yêu thú chung quanh mọi người ít nhất hạ thấp vài thành, mà một ít yêu thú tôn giai căn bản không dám xông lên trước, một đám yêu thú yếu hơn càng không chịu nổi.
bọn chúng bị kiếm ý áp chế, đừng nói chiến, cho đứng cũng đứng không vững. Không chỉ có kiếm ý, Dương Diệp còn thả Cự Long và Tử Điêu ra ngoài, dưới uy áp huyết mạch từ Long Uy và Tử Điêu, rất nhiều yêu lang thực lực không đủ không có tư cách phản kháng, cũng chỉ có những yêu thú đạt tới bán thánh mới có thể chống cự một chút. Bởi vậy, lúc này nơi đây xuất hiện một màn quỷ dị, chỉ có hơn 80 người nhưng có thể đổ sát trong đại quân yêu thú. Bọn họ, có phải đám yêu thú kia cố ý phóng nước hay không? Người trên tường thành cũng ngây người, bọn họ xem ra, đám người Dương Diệp nhảy ra ngoài là muốn chết, nhưng sự thật chứng minh đám người Dương Diệp không chỉ không chết, ngược lại còn một đường đổ sát. Nhìn bản thân Dương Diệp như chiến thần cái thế, nội tâm Mỹ Phụ rung động, nàng rung động không vì thực lực của Dương Diệp, còn có can đảm của Dương Diệp. Nếu như là người bình thường, cho dù có chút nắm chắc cũng tuyệt đối không dám mang theo đệ tử xuống dưới, bởi vì làm thế chính là dùng mạng của mình để đùa giỡn. Nhưng Dương Diệp dám. Không cần lo cho bọn họ, tiếp tục giết. Mỹ Phụ thu hồi ánh mắt, nàng lạnh lùng nói. Lúc này đám người Dương Diệp giết yêu thú đã vượt qua bọn họ, nàng cũng không muốn giặt quần lót cho Dương Diệp. Ngươi có kế hoạch gì? Phía dưới, Ngọc Vô Song chạy đến Dương Diệp bên cạnh, trầm giọng hỏi. Kế hoạch gì? Dương Diệp một kiếm chém giết yêu thú trước mặt, hắn quay đầu nhìn về phía Ngọc Vô Song, khó hiểu nói. Ngọc Vô Song nói. Ngươi dẫn chúng ta xuống, khẳng định có kế hoạch gì chứ? Dương Diệp lắc đầu, nói. Không có kế hoạch. Nghe vậy, sắc mặt Ngọc Vô Song biến thành màu đen, nói. Lát nữa chúng ta quay về thế nào, vấn đề này, ngươi có từng nghĩ qua chưa? Nghe được Ngọc Vô Song nói, Dương Diệp sững sờ, sau đó nói. Đúng vậy, ngươi không nói ta cũng quên, đợi tí nữa chúng ta trở về như thế nào? Nghe được Dương Diệp nói thế, gương mặt nhỏ nhắn của Ngọc Vô Song lập tức run rẩy. Dương Diệp lại chém ra một kiếm. Những yêu thú xông về phía hắn bị chém thành hai nửa. Hắn quay đầu nhìn Ngọc Vô Song cười cười, nói. Biết không, ngươi, chỉ có vào lúc sinh tử mới có khả năng nhất bộc phát ra tiềm lực chính mình. Ngươi nhìn thấy bọn họ chưa? Tuy cảnh giới của bọn họ không bằng đám yêu thú này, số lượng cũng không bằng yêu thú, nhưng hiện tại, rất nhiều người trong bọn họ lại giết được yêu thú mạnh hơn mình. Biết tại sao không? Ngọc Vô Song trầm ngâm trong nháy mắt, sau đó trầm giọng nói. Dũng khí, tin tưởng, còn có, bọn họ không sợ hãi. Dương Diệp gật đầu, nói. Một người, thực lực yếu không có vấn đề gì, nhưng tuyệt không thể không có dũng khí và tin tưởng. Thế giới này, thánh giả rất ít, vì cái gì rất ít? Bởi vì có rất ít người dám có dũng khí và tin tưởng tranh đấu với trời. Rất nhiều người, không có dũng khí và tin tưởng, đại bộ phận nguyên nhân không phải không có thực lực, mà là trong lòng bọn họ có sợ hãi. Mà muốn chiến thắng sợ hãi trong lòng mình, như vậy chỉ có thể tìm đường sống trong cõi chết. Lúc bọn họ không chiến thì chết, dũng khí muốn sống của bọn họ sẽ đánh thắng sợ hãi và nhu nhược. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn đám người sau lưng, nói. Hôm nay, ta dạy khóa đầu tiên cho các ngươi, cách chiến thắng chính mình. Chiến thắng tâm sợ hãi cùng nhu nhược của các ngươi. Nói xong, Dương Diệp nắm man thần kiếm và lao thẳng về phía trước, những nơi hắn lướt qua. Vô số yêu lang bị chém giết. Nhìn bóng lưng Dương Diệp hồi lâu, Ngọc Vô Song thấp giọng thở dài, nói. Tên này làm giáo tập của chúng, cũng không biết là phúc hay là họa. Không hề nghi ngờ, thực lực Dương Diệp tuyệt đối đủ tư cách làm giáo tập của bọn họ, nhưng vấn đề tính cách của Dương Diệp. Hắn làm việc hoàn toàn không theo sáo lộ bình thường, có chút tùy tâm sở dục, nghĩ làm thì làm. Giống như hiện tại, hắn nghĩ rèn luyện can đảm của bọn họ. Sau đó liền trực tiếp dẫn theo bọn họ tiến lên, về phần đường lui cái gì đó, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Giống. Lúc này, đột nhiên phương xa sinh ra tiếng nổ lớn, đàn sói chung quanh đám người Dương Diệp tản ra hai bên, một con bạch lang thuần trắng xuất hiện trong tầm mắt đám người Dương Diệp. Bạch lang hình thể không lớn, phải nói tương đối nhỏ, giống như vị thành niên, nhưng nó lại là bán thánh cao cấp. Toàn thân nó trắng như tuyết, kể cả bốn móng vuốt cũng trắng như tuyết. Nhìn từ bên ngoài, yêu lang này cả người lẫn vật vô hại. Nhưng nếu như nhìn mắt của nó, sẽ không có người nào cho rằng như vậy. Trong mắt của nó là lệ khí vô tận. Trên lưng bạch lang là nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen cũng là bán thánh cao cấp. Ngươi là thượng quan Vân Hải của Vân Hải Thư Viện. Nữ tử áo đen hỏi. Ánh mắt Dương Diệp nhìn bạch lang và nữ tử một lần,
sau đó nhìn về phía Tử Điêu, nói. Dẫn bọn họ trở lại cửa thành. Tử Điêu gật đầu, tiểu trảo vung lên, vô số ánh sáng tím bao phủ đám người Hách Xuất Bác, sau đó mọi người xuất hiện trước cửa thành. Dương Diệp nhìn Bạch Lang cùng nữ tử lần nữa, sau đó thân hình khẽ động, hắn đi tới dưới cửa thành, lúc này không có người không dám mở cửa thành. Cửa thành mở ra, đám người Hách Xuất Bác được Dương Diệp bảo vệ đều đi vào cửa thành. Mà Dương Diệp không có tiến vào, bởi vì hắn muốn chống đỡ đám yêu thú đang xông tới. Sau khi tất cả mọi người vào thành, Dương Diệp thu kiếm, đang chuẩn bị lướt vào trong thành, đúng lúc này, đồng tử của hắn co rút lại, bởi vì một bóng dáng đã xuất hiện sau lưng hắn, bóng đen nữ tử đã tới gần người của hắn, cùng lúc đó, một con dao găm dùng tốc độ hắn không thể tránh né đâm vào yết hầu. Xuy, một đạo máu tươi bắn ra ngoài. Không, trên tường thành, Ngọc Vô Song gào to. Đám người sau lưng nàng cũng bị dọa sợ hồn phi phách tán. Mỹ phụ và người nội viện cùng ngây người, giáo tập ngoại viện không ai bị nôi lại bị giết như thế. Bị người ta dùng một đao miêu sát. Sau khi đám người Lãnh Ngọc Nhiễm khôi phục tinh thần, bọn họ muốn lao xuống tường thành nhưng lại bị Mỹ phụ kia ngăn lại. Đám người Lãnh Ngọc Nhiễm giận dữ, lúc này, Mỹ phụ kia nói. Hắn còn sống. Mọi người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy tay của Dương Diệp đã bắt được dao găm của nữ tử áo đen, nhưng yết hầu của hắn vẫn đổ máu. Oanh! Một đạo kiếm ý kinh khủng tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, hơn nữa còn đánh nữ tử áo đen bay xa mấy trượng. Dương Diệp quay người nhìn sang nữ tử đứng cách đó 10 trượng, trong mắt hắn sinh ra thần thái vô cùng ngưng trọng. Lúc này, hắn suýt nữa đã chết, dao găm của nữ tử đã phá vỡ yết hầu của hắn, chít suýt nữa đã chặt đứt kinh mạch cùng huyết mạch của hắn, bởi vì vào thời khắc mấu chốt, tay của hắn đã bắt được dao găm của đối phương. Chỉ cần hắn hơi chậm một chút, chỉ một chút thôi, đầu của hắn sẽ dọn nhà. Kiếm ý thiên giai tam trọng, thân thể cường đại, ngươi làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nữ tử áo đen nói. Đến mà không trả thì thất lễ, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Dương Diệp dứt lời, hắn nắm man thần kiếm mang theo kiếm ý thiên giai tam trọng hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra ngoài, kiếm ý cùng khí thế cường đại trực tiếp phá vỡ không gian nơi hắn đi qua, những yêu thú cường đại chung quanh hắn đều bị cắt thành hai nửa. Nữ tử nhắm mắt lại, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, Dương Diệp tạo ra những kiếm quang kia biến mất quỷ dị, sau đó, trong ánh mắt tất cả mọi người, trên người Dương Diệp bắn ra hơn 10 đạo máu tươi. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, trên tường thành, sắc mặt đám người Mỹ phụ thay đổi. Oanh! Kiếm ý thiên giai tam trọng lại tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, từ đó hình thành một đạo bình chướng kiếm ý cường đại bao trùm Dương Diệp, Dương Diệp tiến lên một bước. Hắn đã xuất hiện cách đó 10 trượng. Dương Diệp cúi đầu nhìn thân thể của mình, trên người hắn có vô số đạo vết máu, mỗi một vết máu đều rất sâu, có thể thấy xương trắng. Nữ tử áo đen nói. Đến mà không trả thì thất lễ, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Dương Diệp dứt lời, hắn nắm man thần kiếm mang theo kiếm ý thiên giai tam trọng hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra ngoài, kiếm ý cùng khí thế cường đại trực tiếp phá vỡ không gian nơi hắn đi qua. Những yêu thú cường đại chung quanh hắn đều bị cắt thành hai nửa. Nữ tử nhắm mắt lại, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, Dương Diệp tạo ra những kiếm quang kia biến mất quỷ dị, sau đó, trong ánh mắt tất cả mọi người, trên người Dương Diệp bắn ra hơn 10 đạo máu tươi. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, trên tường thành, sắc mặt đám người Mỹ phụ thay đổi. Oanh! Kiếm ý thiên giai tam trọng lại tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Từ đó hình thành một đạo bình chướng kiếm ý cường đại bao trùm Dương Diệp tiến lên một bước, hắn đã xuất hiện cách đó 10 trượng. Dương Diệp cúi đầu nhìn thân thể của mình, trên người hắn có vô số đạo vết máu, mỗi một vết máu đều rất sâu, có thể thấy xương trắng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn sang nữ tử áo đen, hắn nói. Pháp tắc. Giờ phút này, hắn hiểu được vì sao thực lực nữ tử khủng bố như vậy, bởi vì đối phương nắm giữ pháp tắc. Hắn chỉ không rõ đối phương nắm giữ pháp tắc gì. Nhưng không hề nghi ngờ, đó là một loại pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ. Kiếm ý còn có thể, thân thể còn có thể, nhưng, không hơn. Nữ tử áo đen vẫy vẫy chủy thủ trong tay, thân hình khẽ động, nàng tiến vào trong đàn sói. Rất nhanh, trong đàn sói vang lên tiếng sói tru, lúc này Bạch Lang dẫn theo đàn sói tấn công tường thành. Ngao! Bạch Lang gầm lên giận dữ. Trong quá trình chạy trốn, thân thể của nó càng lúc càng lớn, chưa tới 2 giây,
Thân thể của nó đã lớn nhất nó đã cao gần trăm trượng, hơn nữa còn không ngừng biến lớn. Sau lưng nó là vô số con sói đang nổi giận. Nhanh vào thành. Trên tường thành, đám người Ngọc Vô Song lo lắng nói. Nhìn đàn sói xông tới, trong mắt Dương Diệp hiện ra thần thái hung ác, cổ tay khẽ động, cổ sao xuất hiện trong tay, hắn cắm một thanh huyền kiếm vào trong cổ sao. Sau một khắc, Dương Diệp rút kiếm ra. Chạm! Vừa dứt lời, một tiếng kiếm minh vang vọng bầu trời, một đạo kiếm khí mang theo kiếm ý thiên giai tam trọng chém nhanh ra ngoài hắn thi triển 20 đạo chạm thiên bạt kiếm thuật điệp ra vào một kiếm. Một kiếm chém ra, Dương Diệp đạp mạnh xuống đất và tiến vào trong thành, phía sau hắn, gần vạn yêu thú bị chém thành hai nửa, vô số máu tươi phóng lên trời. Nhưng rất nhanh, tiếng kiếm minh lại bị tiếng sói tru thay thế. Nhìn Dương Diệp đã tiến vào trong thành, đôi mắt nữ tử áo đen trong bầy sói nhắm lại, trên người nàng bộc phát sát ý đáng sợ. Dương Diệp vừa mới lên tường thành, đám người Ngọc Vô Song đã vây quanh, trong mắt bọn họ đầy sự quan tâm. Dương Diệp lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Oanh! Lúc này, cả tường thành rung mạnh, một ít huyền giả bất ngờ không đề phòng suýt nữa rơi xuống dưới thành. Mọi người biến sắc, ánh mắt nhìn xuống tường thành phía dưới, lúc này, vô số đàn sói được Bạch Lang dẫn dắt đã điên cuồng va chạm vào tường thành Vân Hải Thành. Đặc biệt là con Bạch Lang kia, lúc này, thân thể của nó lớn như núi, độ cao của nó không kém hơn tường thành Vân Hải Thành. Mỗi lần nó đâm vào tường thành, cả tường thành và mặt đất rung động mạnh, chỉ sau vài lần, tường thành Vân Hải Thành đã bắt đầu rạn nứt. Nhìn thấy cảnh này, người trên tường thành lâm vào hoảng hốt. Nếu như thành phá, không cần phải nói, tất cả người trong Vân Hải Thành đều bị diệt, bởi vì không có tường thành ngăn cản, mọi người tuyệt đối không phải đối thủ của đám sói kia. Lão đầu đã từng nói qua, cửa chính do ngươi toàn quyền phụ trách, hiện tại, làm sao bây giờ? Mỹ Phụ nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ánh mắt Dương Diệp nhìn xuống dưới, phía dưới là đàn sói rậm rạp, lúc này trận pháp và cự pháo năng lượng của tường thành không còn tác dụng lớn với đàn sói, bởi vì thật sự quá nhiều, giết một đám, lập tức sẽ có một đám tiến lên. Hơn nữa bị đàn sói phá hư, rất nhiều cự pháo năng lượng đã bị hư hao. Vân Hải Thành hiện tại lâm vào hoàn cảnh xấu. Chúng ta có bao nhiêu bán thánh cao cấp? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Mỹ Phụ nói. Có gần 100. Nhưng bọn họ không cách nào tham chiến, bởi vì bọn họ phải kiềm chế những bán thánh cao cấp trong đàn sói. Một khi những yêu thú bán thánh cao cấp không có người kiềm chế, bọn chúng tụ lực sẽ phá thành trong nửa giờ. Còn có át chủ bài hay không? Đột nhiên Dương Diệp nhìn về phía Mỹ Phụ, hỏi. Mỹ Phụ gật đầu, nói. Không thể dùng, bởi vì đó là át chủ bài cuối cùng của chúng ta, nếu như hiện tại sử dụng, đợi tí nữa đại quân chính thức của đàn sói tấn công. Chúng ta sẽ không còn lực ngăn cản. Dương Diệp nói. Nói thực ra, ta không hiểu gì về việc thủ thành, nếu ngươi có đề nghị hoặc biện pháp gì đó, có thể nói ra, ta sẽ phối hợp với ngươi. Mỹ Phụ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó gật đầu. Kỳ thật, nàng muốn nghe những lời này của Dương Diệp. Ánh mắt Mỹ Phụ nhìn Bạch Lang dưới thành, nói. Nếu như ta không có đoán sai, yêu lang này chính là một trong năm nhi tử của Thiên Lang Vương. Nhưng không biết là con nào trong đó. Ngươi cũng nhìn thấy, lực phá hoại của nó rất mạnh, tiếp tục như vậy, tối đa 2 canh giờ, trận pháp trên tường thành sẽ bị nó phá hư. Không có trận pháp hộ thành, tường thành này chẳng khác gì là giấy trong mắt yêu thú. Cho nên, chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Yêu thú còn lại làm sao bây giờ? Dương Diệp hỏi. Cho dù không có Bạch Lang, chúng ta cũng không thể ngăn cản đại quân yêu thú. Mỹ Phụ trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói. Chỉ cần ngăn cản Bạch Lang, yêu thú còn lại giao cho chúng ta không cách nào giết bọn chúng, ta lại có thể tạm thời đánh lui bọn chúng. Dương Diệp liếc mắt nhìn Mỹ Phụ, sau đó nói. Xưng hô như thế nào? Mỹ Phụ nao nao, lập tức nói. Thương Thanh Ảnh. Dương Diệp gật đầu, nói. Đối phó Bạch Lang, ta không có vấn đề là nữ nhân áo đen kia ngươi cũng nhìn thấy. Nàng quá quỷ dị. Nếu như ta ra tay đối phó Bạch Lang, nàng nhất định âm thầm đánh lén ta. Ngươi có biện pháp nào giải quyết nàng hay không? Ánh mắt Mỹ Phụ nhìn nữ tử áo đen trong đàn sói, hồi lâu, nàng trầm giọng nói. Có lẽ nàng là U Vô Ảnh của Vân Tiêu Thánh Điện. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói. Vân Hải Thư Viện, trừ thượng quan Vân Hải ra,
không ai có thể ngăn cản nàng, nhưng Thượng quan Vân Hải hiện tại không ở nơi này. Vân Tiêu Thánh Điện u vô ảnh. Dương Diệp nhíu mày, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này lại tới từ Vân Tiêu Thánh Điện. Thương Thanh Ảnh gật đầu, nói. Nàng này chính là cường giả thứ hai sau thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện, thực lực của nàng gần với Lâu Thiên Tiêu. Đúng, nàng chính là nữ nhân của Lâu Thiên Tiêu, bởi vậy, nàng cũng là thánh hậu tiếp theo của Vân Tiêu Thánh Điện. Không nghĩ tới, lần này Vân Tiêu Thánh Điện lại phái nàng tới đây, xem ra, Vân Tiêu Thánh Điện thật sự toan tính quá nhiều. Dương Diệp nhắm mắt lại, thực lực nữ nhân này không thể nói là không được, đối phương không chỉ phá vỡ phòng ngự của hắn, còn lĩnh ngộ pháp tắc thần bí. Nhưng ngay cả như vậy, đối phương vẫn còn kém Lâu Thiên Tiêu, có thể tưởng tượng, Lâu Thiên Tiêu cường đại thế nào. Nhưng, thế thì tính sao? Cho dù có cường đại, đó cũng là ngưu, cũng có thể giết. Hắn sẽ không sợ hãi đối thủ, cũng sẽ không khinh thường đối thủ. Lúc này, đột nhiên Tử Điêu đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nó vung tiểu chảo chỉ vào Bạch Lang, lại chỉ chỉ chính mình. Dương Diệp cau mày, nói. Ngươi xác định có thể xử lý nó. Nhìn thấy Dương Diệp hoài nghi, Tử Điêu tức giận, nó lại nhảy lên đầu Dương Diệp, hai móng trực tiếp ôm lấy lỗ tai Dương Diệp, sau đó kéo kéo. Hảo hảo, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi. Dương Diệp tranh thủ ôm Tử Điêu xuống, sau đó nói. Phải cẩn thận biết không? Ân, ta phái Cự Long giúp ngươi, nhớ rõ, đánh không lại phải chạy, ngàn vạn đừng ngạnh kháng, nếu ngươi bị thương, ta sẽ đánh sưng mông của ngươi. Nghe vậy. Gương mặt Tử Điêu đỏ bừng, xấu hổ lườm Dương Diệp, sau đó nó nhảy ra khỏi tường thành. Sau khi rời khỏi tường thành, thân thể Tử Điêu bành trướng gấp trăm lần, hình thể không thua kém Bạch Lang chút nào, ở sau lưng nàng còn có đôi cánh tím thật dài. Nhìn thấy Tử Điêu, Bạch Lang lập tức dừng lại, trong mắt trừ hung lệ còn có ngưng trọng. Tử Điêu vung cự trảo lên, một đạo ánh sáng tím bắn vào đỉnh đầu Bạch Lang. Oanh! Bạch Lang gào lớn, nó không ngừng lùi lại. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp thở ra một hơi, ánh mắt của hắn nhìn sang nữ tử áo đen, mà nữ tử cũng nhìn hắn, trong mắt nữ tử không có gợn sóng. Đây là bỏ qua. Pháp tắc của ngươi, ta muốn. Dương Diệp chỉ nói một câu như vậy, sau đó chân phải của hắn đạp mạnh, hắn hóa thành một đạo kiếm quang bay ra khỏi tường thành. Tiếng kiếm kêu vang, kiếm quang xé rách chân trời. Sau khi nhìn thấy Tử Điêu chế trụ Bạch Lang, Dương Diệp phóng về phía u vô ảnh. Thân thể Thương Thanh Ảnh khẽ động, nàng bay lên không sau đó hai tay kết một thủ ấn kỳ dị, quát. Tất cả đệ tử nội viện nghe lệnh, kết trận, thiên lôi diệt thế. Khi Thương Thanh Ảnh vừa dứt lời, rất nhiều đệ tử phía dưới kết ấn, trong chốc lát, từng đạo lôi điện xé rách tầng mây, từ phía chân trời chút xuống nơi này. Mỗi một đạo lôi điện rơi xuống đều đánh mấy trăm con yêu thú tan thành mây khói, uy lực làm cho người ta sợ hãi. Chỉ có điều... Chưa kiên trì bao lâu, sắc mặt những đệ tử nội viện kia biến thành trắng bệch. Phía dưới, Dương Diệp trực tiếp chiến đấu với U Vô Ảnh. Không có yêu thú nào dám nhúng tay, cũng không xen tay vào được. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, Dương Diệp cùng U Vô Ảnh tách ra, khí tràng cường đại khuếch tán ra chung quanh, một ít yêu thú trốn tránh không kịp bị khí lãng nghiền nát. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều yêu thú không dám tới gần hai người Dương Diệp. Toàn bộ đều lui sang hai bên, cũng dành một không gian cho hai người. U Vô Ảnh nắm chủy thủ trong tay và chậm rãi đi về phía Dương Diệp, nói. Có thể dùng thực lực hoàng giả cảnh sống lâu trong tay ta, chỉ có một mình ngươi mà thôi. Không thể không nói, ngươi rất mạnh, ngày sau đạt tới bán thánh cao cấp, có lẽ ngươi có thể chính thức đánh với ta một trận, nhưng hiện tại, ngươi vẫn còn quá yếu. Vừa dứt lời, U Vô Ảnh đã biến mất tại chỗ, cùng lúc đó. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, hắn cầm man thần kiếm quay người đón đỡ. Keng! Một tiếng kim loại vang chạm vang lên, Dương Diệp bị đánh bay về phía sau, nhưng trước mặt hắn không có người nào. Sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên quay người lần nữa, sau đó man thần kiếm trong tay quét ngang. Keng! Một tiếng vang thật lớn sinh ra, Dương Diệp lại cải biến hướng rút lui. Nếu có người ngoài ở đây sẽ phát hiện, lúc này trước sau Dương Diệp đều không có người. Dương Diệp như chiến đấu với không khí, cảnh này rất quỷ dị. Cứ như vậy, chiến đấu tiếp tục gần một phút đồng hồ. Trong thời khắc này, Dương Diệp bị áp chế hoàn toàn, không chỉ không có chút sức hoàn thủ, trên người còn xuất hiện vài chục vết máu. Oanh!
Một đạo kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, sau khi kiếm ý xuất hiện, Dương Diệp và U Vô Ảnh đã dừng chiến đấu. Trước mặt Dương Diệp khoảng 10 trượng, chẳng biết U Vô Ảnh đứng ở đó từ lúc nào, U Vô Ảnh nhìn Dương Diệp, nàng nói. Kiếm ý thiên giai tam trọng rất mạnh, nếu như ngươi chỉ có chút bổn sự này, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Dương Diệp cúi đầu nhìn bóng dáng sau lưng mình, sau đó khẽ cười, nói. Ta hiểu vì sao ngươi có thể xuất quỷ nhập thần như vậy rồi, thì ra bóng dáng của ta tác quái. Nếu như ta không có đoán sai, pháp tắc của ngươi có liên quan tới cái bóng, không, có quan hệ với bóng tối, bởi vì lúc giao thủ với ngươi, ta cảm giác ngươi sẽ gia tăng thực lực gấp 10 lần tại nơi không có ánh sáng. Ám chi pháp tắc, U Vô Ảnh lại nói với Dương Diệp. Nơi không có ánh sáng đều là địa bàn của ta. Vừa dứt lời, U Vô Ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ. Lúc này, Dương Diệp đã sớm có phòng bị, lúc U Vô Ảnh biến mất, ánh mắt của hắn đã nhìn vào cái bóng của mình, như hắn sở liệu, cái bóng của hắn lại xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này chính là U Vô Ảnh. Thân thể Dương Diệp khẽ động, hắn lập tức biến mất tại chỗ, nhưng U Vô Ảnh vẫn xuất hiện sau lưng hắn, giống như giỏi trong xương. Dương Diệp không có lựa chọn tái chiến với U Vô Ảnh, thân thể hắn khẽ động và hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía trước, trong nháy mắt, Dương Diệp và U Vô Ảnh đã biến mất dưới tường thành. Sau khi rời khỏi đàn sói, Dương dừng bước lại, lúc này bầu trời tối đen, tăng thêm chung quanh tà rừng rậm, ánh trăng không thể xuyên thấu qua lá rừng, cho nên chung quanh đều tối tăm. U Vô Ảnh lần này không có động thủ, nàng đúng cách Dương Diệp không xa. Trong mắt nàng sinh ra nghi hoặc, nói. Nơi này không có ánh sáng, ta ở chỗ này, thực lực sẽ mạnh hơn trước rất nhiều, cho dù ngươi có kiếm ý hộ thân cũng không ngăn cản nổi. Ta rất ngạc nhiên, tại sao ngươi phải làm như vậy? Dương Diệp mỉm cười, nói. Bởi vì ở chỗ này, ta mới có thể không cố kỵ bạo lộ thực lực của mình. A hát, U Vô Ảnh cau mày, nói. Ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là át chủ bài gì lại cho ngươi tự tin và dũng khí như vậy? Ta thật sự muốn xem đấy. Tốt. Dương Diệp tiến lên phía trước một bước, khi hắn bước tới, chung quanh bất động. Không có tiếng sói kêu gào, cũng không có tiếng lá cây xào xạc, không có tiếng gió thổi. Thật yên tĩnh. Vực. Trong đêm tối, đột nhiên là tiếng nói đứt quãng của U Vô Ảnh, trong giọng nói của nàng còn mang theo kinh hãi. Rất nhanh, tất cả đã khôi phục bình thường, hai người vẫn đứng tại vị trí cũ. Yên lặng trong chớp mắt. Xuy, quần áo trên người Dương Diệp vỡ ra, vô số đạo máu tươi bắn tung tóe, Dương Diệp biến thành người máu. Kiếm vực, tốc chi pháp tắc. U Vô Ảnh nhìn Dương Diệp, trong mắt nàng mang theo khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, rất nhanh, thần thái trong mắt nàng biến mất, yết hầu của nàng xuất hiện một vết máu tươi. Chính mình vẫn khinh địch. Dương Diệp nhắm mắt lại, kỳ thật, tuy U Vô Ảnh chết, nhưng lúc trước, thiếu chút nữa hắn đã chết. Đúng. Có kiếm vực cùng tốc chi pháp tắc phối hợp, hắn suýt nữa bị giết, hắn thật không ngờ, ám chi pháp tắc của đối phương lại khủng bố tới mức có thể dẫy dạo ra khỏi áp chế của kiếm vực. Lúc trước, hắn mới chính thức cảm nhận được ám chi pháp tắc khủng bố. Trong đêm tối, cả đêm tối đều hóa thành lực lượng khủng bố, cổ lực lượng này vô khổng bất nhập, nếu như không phải kiếm vực của hắn áp chế, trong chiến đấu vừa rồi, hắn đã bị áp lực kia xoắn nát thành vô số mảnh vụn. Dù cho có kiếm vực áp chế, hắn vẫn lâm vào trọng thương. Nếu đơn thuần dựa vào kiếm vực, không có tốc chi pháp tắc, hắn nhất định sẽ chết. Bởi vì uy lực pháp tắc của đối phương đã vượt qua năng lực thừa nhận của kiếm vực. Đương nhiên, cũng không phải nói kiếm vực yếu hơn pháp tắc, mà là cảnh giới của hắn lúc này yếu hơn đối phương. Sở dĩ kiếm vực không có ngăn chặn ám chi pháp tắc, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn thua kém cảnh giới của U Vô Ảnh. Hắn là hoàng giả cảnh nhất phẩm, mà U Vô Ảnh là bán thánh cao cấp. Đương nhiên, đây không phải lấy cớ. Nếu như hắn trước kia chính thức xem trọng đối phương, mà không phải lựa chọn đi vào nơi có lợi cho đối phương, hắn có lẽ sẽ bị thương, nhưng tuyệt đối không lâm vào cảnh suýt chết như bây giờ. Nói đơn giản một chút chính là, lần này là hắn tự tìm đường chết. Nhưng cũng tốt, sự chuyện này đã giúp hắn hiểu ra một việc. Cho dù có kiếm vực cùng pháp tắc cũng không phải vô địch, còn một điều, đó là cảnh giới của hắn quá thấp. Cảnh giới thấp. Khi đối mặt bán thánh cao cấp sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng khi đụng phải cường giả chính thức, ví dụ như U Vô Ảnh thì chênh lệch sẽ hiện ra. Hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn
hắn đi tới trước thi thể U Vô Ảnh, phải tay khẽ vẫy, hắn thu thi thể đối phương vào cổ sao. Sau khi làm xong, Dương Diệp cũng không có lựa chọn lập tức quay trở lại Vân Hải Thành, hắn ngồi xếp bằng chữa thương. Hắn tin tưởng năng lực của Tử Điêu, cho dù đánh không lại Bạch Lang, nàng muốn chạy trốn, 10 Bạch Lang cũng đuổi không kịp nàng. Một giờ sau, thương thế trên người Dương Diệp đã khỏi hẳn, hắn hiện tại không ngừng hấp thu năng lượng thạch siêu phẩm, bởi vì hắn có dấu hiệu đột phá. Trải qua trận chiến vừa rồi, hắn mới hiểu được tầm quan trọng của cảnh giới, ít nhất, uy lực kiếm vực sẽ tăng lên theo cảnh giới. Trước kia, nếu như hắn là bán thánh, áp chi pháp tắc của đối phương có mạnh gấp đôi cũng không thể dung chuyển kiếm vực của hắn. Cảnh giới nhất định phải tăng lên. Thời gian trôi qua, sau khi sử dụng hết năng lượng thạch siêu phẩm, một đạo khí thế thật lớn tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Không gian chung quanh Dương Diệp bị khí thế chấn thành hư vô. Dương Diệp đứng dậy, hắn phun ra một ngụm chọc khí. Hoàng giả cảnh trung phẩm. Cảnh giới là thực lực cơ bản của một người, nếu như không có cảnh giới, cho dù có kiếm vực, pháp tắc, hoặc là huyền kỹ thần giai cũng là mây bay, bởi vì chỉ có cảnh giới bản thân cao mới có thể thúc giục những thứ này. Sau khi xử lý xong việc này, ta phải bế quan một thời gian ngắn, cũng tăng cảnh giới tăng lên tới hoàng giả cảnh thượng phẩm. Dương Diệp âm thầm quyết định, thực lực nữ tử áo đen không thể nói không khủng bố, nhưng ngay cả như vậy, đối phương vẫn thua kém Lâu Thiên Tiêu, có thể tưởng tượng, thực lực của Lâu Thiên Tiêu khủng bố cỡ nào. Nếu như thực lực không tăng lên nhanh chóng, đến lúc đó hắn lấy cái gì đấu với đối phương. Đối với Dương Diệp mà nói, Vân Tiêu Thánh Điện cưỡng bức An Nam Tĩnh gả cho Lâu Thiên Tiêu, Vân Tiêu Thánh Điện đã là kẻ địch của hắn. Đến lúc này, hắn đã giết nhiều người của Vân Tiêu Thánh Điện như vậy, còn có nữ nhân của Lâu Thiên Tiêu, đối phương cũng không buông tha hắn. Rốt cuộc là ai giết ai, tất cả đều phải xem thực lực của đối phương. Đúng lúc này, một cảm giác khủng hoảng vô hình sinh ra trong lòng Dương Diệp, Dương Diệp cảm giác trái tim tê dại, dường như có người dùng dao đâm vào tim của hắn. Tử Điêu. Dương Diệp hoảng hốt, thân hình khẽ động, hắn dùng tốc chi pháp tắc quay trở về. Chưa tới một giây, Dương Diệp đã xuất hiện dưới Vân Hải Thành. Sau khi Dương Diệp dưới Vân Hải Thành, cảnh tượng trước mặt làm đôi mắt Dương Diệp đỏ bừng. Trên không trung Vân Hải Thành, thân hình khổng lồ của Tử Điêu bị một xiềng xích màu đen lớn như thùng nước bao phủ, đầu khác của xiềng xích màu đen chính là nam tử áo vàng. Vào lúc này, Bạch Lang phía dưới đang điên cuồng dùng lợi chảo đánh vào người Tử Điêu, trên người Tử Điêu đầy vết máu, bộ lông màu tím biến thành màu đỏ. Không chỉ có như thế, một cánh của Tử Điêu đã không còn. Xúc sinh, người hàng hay không hàng? Thanh niên áo vàng nắm khóa sắt hất mạnh lên, Tử Điêu cũng đập xuống mặt đất, phát ra một tiếng va chạm thật to. Mà Bạch Lang thừa cơ nhảy lên người nàng, nâng móng vuốt vỗ mạnh vào người Tử Điêu. Xuy. Trong nháy mắt có một vết thương xuất hiện trên người Tử Điêu. Tử Điêu lại thét lên một tiếng kêu đau đớn. Thanh niên áo vàng lộ ra vẻ mặt hung ác, hắn đang muốn động thủ lần nữa. Lúc này, một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, thanh niên áo vàng nao nao, bởi vì hắn căn bản không có phát hiện thanh niên trước mắt xuất hiện như thế nào. Thanh niên này chính là Dương Diệp. Thanh niên áo vàng đang muốn nói chuyện, đột nhiên Dương Diệp nâng cước đá vào hạ bộ của hắn. Một cước này lại thi triển tốc chi pháp tắc, bởi vậy, thanh niên áo vàng còn chưa kịp phản ứng đã bị Dương Diệp một cước đá vỡ trứng. Không. Gương mặt của thanh niên áo vàng vặn vẹo tới cực độ, sau đó hắn bị đạp bay xuống mặt đất. Ngao. Mà lúc này, đột nhiên Bạch Lang phát ra tiếng sói tru, nó đang muốn tiếp tục đánh Tử Điêu, nhưng Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt nó. Lúc này, đôi mắt của Dương Diệp đã đỏ bừng. Trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra một đạo sát khí ngập trời, đối mặt với cổ sát khí kia, Bạch Lang lại không nén được sợ hãi lui về phía sau một bước. Cổ tay của Dương Diệp khẽ động, Man Thần kiếm xuất hiện trên tay Dương Diệp, sau một khắc, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Bạch Lang, cùng lúc đó, Man Thần kiếm cũng chém thẳng vào đầu Bạch Lang. Bành! Bạch Lang kêu gào thảm thiết, sau đó nó bị một kiếm này đánh gục, nó vừa muốn đứng lên, nhưng lại có một kiếm chém vào người nó. Bành bành bành. Trong tràng, dưới ánh mắt của tất cả mọi người và tất cả yêu thú, Bạch Lang không ngừng kêu thảm thiết, mọi người lại không nhìn thấy Dương Diệp, bởi vì tốc độ của Dương Diệp thật sự quá nhanh, nhanh đến mức người thực lực khá thấp không thể nhìn thấy quỹ tích của hắn. Bạch Lang nhiều lần muốn phản kháng, nhưng trước mặt tốc độ tuyệt đối của Dương Diệp, nó không có một chút năng lực phản kháng nào,
chỉ có thể bị đánh ngã liên tục. Những yêu thú bên cạnh khôi phục tinh thần lại, sau đó chúng đều chạy tới vị trí của Dương Diệp. Cút! Một tiếng quát lẫn sát khí vô tận bộc phát, sau khi âm thanh vừa dứt, một đạo kiếm khí sáng như tuyết lóe lên, kiếm khí như hình bán nguyệt chém ngang, những nơi đi qua, mấy ngàn yêu thú bị chém thành hai nửa, còn lần này, đạo kiếm khí không biết nguyên nhân gì, sau khi chém giết mấy ngàn yêu thú còn chưa biến mất, nó lại bắn tiếp về phía sau, thẳng đến khi ánh mắt mọi người không thể nhìn thấy. Phía sau đạo kiếm khí này là một loạt thi thể yêu thú thật dài, khoảng chừng mấy vạn. Hiện tại, không có yêu thú nào dám xông lên. Không có yêu thú xông lên, nơi này chỉ còn lại âm thanh, bành bành, vang lên. Lúc này, Bạch Lang đã không còn kêu rên được nữa, nhưng nó lại không chết, chỉ có điều xương cốt toàn thân nó đã bị đập nát hết rồi. Đây chính là thực lực của hắn sao? Trên tường thành, đám người Thương Thanh Ảnh cũng rung động vì hành vi của Dương Diệp. Hiển nhiên, bọn họ thật không ngờ thực lực Dương Diệp lại khủng bố đến loại trình độ này, hoàn toàn hành hạ yêu thú bán thánh cao cấp. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy yêu thú bán thánh cao cấp khủng bố, hơn nữa không thể dùng khủng bố để hình dung, nhưng trước mặt Dương Diệp, nó lại như cừu non, không có chút sức hoàn thủ nào. Thương Thanh Ảnh nhìn chằm chằm phía dưới thật lâu, sau đó thấp giọng nói. Pháp tắc, thì ra hắn lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc. Khó trách. Hồi lâu. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói. Có thể bảo hắn lưu Bạch Lang một mạng hay không? Đó là nhi tử của Thiên Lang Vương, nếu như chúng ta bắt nó, ta. Ngọc Vô Song lạnh lùng nhìn sang nàng, nói. Ngươi muốn chết phải không? Thương Thanh Ảnh cau mày, nói. Ngươi có ý tứ gì? Ánh mắt Ngọc Vô Song nhìn lên người Tử Điêu, nói. Ta không nghĩ tới địa vị con yêu thú này trong lòng hắn lại trọng yếu như vậy. Ngươi không có nhìn ra sao, lúc này hắn đã sắp mất đi lý trí. Ngươi có khả năng không biết, lúc trước bởi vì Thanh Đạo Môn bắt tỉ muội Phạm gia, hắn dưới sự giận dữ, trực tiếp giết thượng Thanh Đạo Môn, làm cho Thanh Đạo Môn mặt mất hết. Còn lần này, so sánh với lần trước còn muốn nghiêm trọng hơn, hắn đã tức giận chân chính. Ta không chút nghi ngờ, nếu hắn lúc này là thánh giả, tuyệt đối sẽ tàn sát cả Thiên Lang Sơn Mạc. Nàng điều tra qua Dương Diệp. Cũng hơi biết về tính tình của Dương Diệp. Dương Diệp hoàn toàn là người chủ nghĩa tùy tâm, nhất niệm không thuận, hắn sẽ trở thành một sát thần, ai ngăn hắn, hắn giết ai. Loại tính cách này tự nhiên là không tốt, nhưng tuyệt đối là kinh khủng nhất, đặc biệt là Dương Diệp còn có thực lực nhất định. Thương Thanh Ảnh trầm mặc, nàng biết rõ, Ngọc Vô Song nói rất có đạo lý. Nàng tiếp xúc Dương Diệp không sâu, nhưng đối với tính tình Dương Diệp, nàng bao nhiêu cũng hiểu một ít, đây tuyệt đối là một tên điên. Một tên điên chân chính, đặc biệt là thời điểm hắn giận dữ. Không thể nghi ngờ, lúc này chính là thời điểm hắn nổi điên. Dưới tường thành, Bạch Lang đã khôi phục thành hình dáng bình thường, hơn nữa còn hấp hối, mềm nhũn bò trên mặt đất, xương cốt toàn thân đều bị đập nát. Trong lúc, có vô số yêu thú muốn xông lên cứu nó, nhưng đều không ngoại lệ, còn chưa tới gần Bạch Lang trăm trượng đã bị chém giết, ngay cả yêu thú bán thánh giai cũng vậy. Mặc dù có mấy trăm vạn yêu thú, nhưng lại không có một đầu nào dám xông về phía trước, bởi vì xông lên chính là chết. Một bên, nam tử áo vàng không ngừng rên rỉ, giữa chân của hắn là máu tươi tanh hôi. A! À, lúc này, một tiếng hừ vang lên. Sau khi nghe tiếng hừ này, mọi người lập tức nhìn thấy Dương Diệp, chỉ thấy Dương Diệp lúc này đứng trước mặt Bạch Lang, hai tay giơ lên cao cao, trong tay là một thanh cự kiếm, dường như đang muốn chém xuống. Lúc nhìn thấy Dương Diệp, không chỉ có những yêu thú kia đã giật mình, bọn chúng không ngừng lui về phía sau, ngay cả đám người Ngọc Vô Song trên tường thành cũng đã giật mình. Dương Diệp lúc này tỏa ra ánh sáng đỏ quỷ dị, những tia sáng đỏ này rực rỡ tới cực điểm. Dường như muốn ăn người. Bất kể như thế, đôi mắt của hắn đã biến thành đỏ thẫm, giống như một vũng máu, khủng bố đến điểm. Dương Diệp vứt man thần kiếm trên mặt đất, hắn quay người đi đến trước mặt Tử Điêu, lúc này. Tử Điêu cũng khôi phục thành hình dáng bình thường. Tuy nhiên khôi phục thành bình thường nhưng xiềng xích vẫn quấn quanh người Tử Điêu. Dương Diệp ngây ngốc ôm lấy Tử Điêu, hai tay cầm lấy xiềng xích màu đen, tay vừa mới đặt lên, một tia sáng đỏ bao phủ tay hắn, hai tay của hắn bị đốt cháy nhưng hắn không buông, hai tay chậm rãi dùng sức, nhưng sau khi hắn dùng hết khí lực toàn thân cũng không bứt đứt. Đây là tỏa thánh thằng tiên giai thượng phẩm, ngươi kéo không đứt, ngươi kéo không đứt, ha ha. Không cần biết ngươi là ai,
Ngươi chết chắc rồi, ca ca Lâu Thiên Tiêu của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chết chắc rồi, ha ha. Tên nam tử áo vàng nằm trên mặt đất oán độc nhìn Dương Diệp, hắn cười nói dữ tợn, tuy hắn đang cười, nhưng trên mặt hắn lại đầy vẻ thống khổ. Dương Diệp không có để ý tới nam tử, hai tay hắn dùng sức, rất nhanh, xiềng xích kia không ngừng biến mất từng chút, không đến mấy giây, xiềng xích màu đen đã hóa thành hư vô. Sao, làm sao có thể, ngươi? Tên nam tử áo vàng không thể tin nhìn Dương Diệp, hắn còn muốn nói gì đó nhưng mặt của hắn đã đau rát, sau đó hắn bị đánh bay mấy trăm trượng. Sau khi xiềng xích biến mất, hai tay cùng thân thể Dương Diệp bắt đầu rung động. Trên thân thể mềm mại nhỏ yếu của Tử Điêu tràn đầy vết thương, toàn bộ là vết thương, không có một tia khe hở. Tử Điêu có bộ lông màu tím lúc này cũng trở thành màu đỏ như máu, còn có máu tươi không ngừng chảy ra khỏi người Tử Điêu. Hai tay Dương Diệp chậm rãi đặt lên người Tử Điêu, thân thể mềm mại của Tử Điêu lập tức run rẩy, hai tay của Dương Diệp rụt về. Nhìn dáng dấp của Tử Điêu, hai hàng nước mắt của Dương Diệp chảy ra như suối, nước mắt càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, Dương Diệp lại gào khóc như đứa trẻ. Trên tường thành Vân Hải Thành, lúc mọi người thấy Dương Diệp khóc, tất cả lập tức sửng sốt. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp tàn nhẫn cường đại lại khóc. Hơn nữa còn vì một con yêu thú. Bọn họ xem ra, này Dương Diệp tuyệt đối là người rắn giỏi thà đổ máu không đổ lệ. Cả đời này, Dương Diệp chỉ khóc chính thức hai lần mà thôi. Lần đầu tiên là lúc mẫu thân hắn chết. Còn có một lần, chính là lần này. Tình cảm giữa hắn và Tử Điêu không cách nào dùng bất cứ lời lẽ nào có thể hình dung. Có thể nói như vậy, nếu như giữa hắn và Tử Điêu nhất định phải chết một, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn chính mình. Hắn xem Tử Điêu quan trọng hơn mạng của mình. Nhưng còn lần này, Tử Điêu lại bị trọng thương tới mức này ngay trước mặt hắn. Dường như nghe thấy tiếng khóc của Dương Diệp, Tử Điêu chậm rãi mở hai mắt ra, nàng nhìn Dương Diệp đang khóc. Trong đôi mắt của Tử Điêu hiện ra thần thái đau lòng, nó muốn nâng lên tiểu chảo sờ Dương Diệp, nhưng nàng không còn khí lực nâng chảo lên, chỉ có thể đau lòng nhìn Dương Diệp, sau đó cũng giống Dương Diệp, nước mắt không ngừng chảy ra. Dương Diệp lau lau nước mắt trên mặt, sau đó hai tay đặt lên người Tử Điêu, hồng mông tử khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, cũng rót vào trong người của Tử Điêu, ôn nhu nói. Đừng, đừng sợ, ngươi, ngươi không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có việc. Ta về sau sẽ không vứt bỏ ngươi, không cho ngươi chiến đấu một mình, không bao giờ nữa, không bao giờ nữa. Được hồng mông tử khí chữa trị, vết thương trên người Tử Điêu bắt đầu khép lại. Ngao! Mà đúng lúc này, phía chân trời có tiếng sói tru, âm thanh giống như thần lôi nổ vang, chấn động toàn bộ thiên địa. Dương Diệp, nhanh trở lại, đây là mệnh lệnh tấn công của Thiên Lang Vương. Nghe được tiếng sói tru kia, trên tường thành. Thương Thanh Ảnh vội vàng lo lắng hô. Dưới tình thế cấp bách, nàng trực tiếp hô lên tên Dương Diệp, nhưng lúc này cũng không có người chú ý tới. Thương Thanh Ảnh vừa dứt lời, đàn sói xa xa cùng chu lên, sau đó chúng điên cuồng lao thẳng về phía Dương Diệp. Dương Diệp ôm Tử Điêu chậm rãi đứng dậy, sau đó kéo áo bào của mình xuống, hắn đặt Tử Điêu trong ngực của mình. Sau đó hắn đi tới trước mặt nam tử áo vàng cùng Bạch Lang đang hấp hối, hai tay một chảo. Trực tiếp bắt lấy nam tử áo vàng và bộ lông Bạch Lang, thân hình khẽ động, hắn đi tới trước cửa thành, sau đó vung tay ném sang, hắn cong tay búng một cái, tám đạo kiếm quang bắn ra, cũng đóng đinh nam tử áo vàng cùng Bạch Lang dính trên tường thành. A hát, ngươi dám đối xử với ta như vậy, ca của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử áo vàng gào lên như bệnh tâm thần, chỉ có điều trong giọng nói mang theo đau đớn vô tận, bởi vì dưới háng hắn vẫn đẫm máu. Ngao, âu âu âu. Bạch Lang gào lên đầy đau đớn, giờ phút này, ánh mắt của nó không còn hung quang và lệ khí, chỉ có sợ hãi cùng kiêng kỵ. Dương Diệp, nhanh vào thành. Thương Thanh Ảnh lập tức mở một khe hở nhỏ tại cửa thành. Nhưng Dương Diệp lại không có để ý Thương Thanh Ảnh, sau đó hắn thu hồi man thần kiếm và xông vào đại quân yêu thú. Dương Diệp, ngươi nhanh trở lại. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người thay đổi, không thể phủ nhận. Thực lực Dương Diệp rất mạnh, nhưng cho dù mạnh cũng không bằng đàn sói. Phải nói rõ, trừ thánh giả ra, không ai có thể dùng lực lượng một người đối kháng hơn trăm vạn con sói, hơn nữa trong đàn sói này còn có vô số hoàng giả cảnh cùng bán thánh. Dương Diệp không có để ý mọi người, tiếp tục tiến lên phía trước, rất nhanh,
hắn không cách nào tiến lên được nữa. Bởi vì mấy trăm vạn yêu thú tạo ra khí thế ngăn cản hắn tiến lên, khí thế khủng bố như vậy sao? Nếu như không phải có kiếm ý thiên giai tam trọng hộ thể, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị ép thành bánh thịt. Một ít yêu lang cầm đầu thấy Dương Diệp lao về phía chúng, trong mắt cũng sinh ra một tia e ngại, nhưng chúng càng sợ vương của mình hơn, bởi vậy, dù cho kiêng kỵ Dương Diệp, chúng cũng không dám dừng lại, trái lại, trong mắt chúng còn tỏa ra hung quang và lệ khí. Dương Diệp ngừng tại chỗ, hắn cầm một thanh huyền kiếm đạo giai ra, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng rót vào trong đó. Rất nhanh, đàn sói còn cách Dương Diệp 10 trượng. Lúc này có một đạo kiếm quang xẹt qua, kiếm quang đi qua mang theo ít nhất mấy trăm lang đầu lâu yêu lang. Dương Diệp không có phát hiện, đôi mắt hắn hiện tại không chỉ đỏ bừng, ngay cả tóc của hắn cũng biến thành màu đỏ quỷ dị. Cùng lúc đó, huyết sát châu dung nhập vào mi tâm của hắn cũng xuất hiện. Sau khi huyết sát châu xuất hiện, sát khí và khí huyết của yêu lang cũng bị hút vào trong huyết sát châu. Không chỉ có như thế, kiếm ý của Dương Diệp lúc này đã bắt đầu biến chất, kiếm ý của hắn vốn là sát lục kiếm ý, nhưng vì kiếm ý tăng lên tới thiên giai tam trọng, sát khí trong kiếm ý dần dần biến mất, tăng thêm hắn vừa rồi không có tận lực không gia tăng sát ý vào trong kiếm ý, bởi vậy, kiếm ý của hắn nghiêm khắc mà nói đã không thể tính toán là sát lục kiếm ý chân chính. Hiện tại, bộ phận sát ý trong kiếm ý lại xuất hiện, hơn nữa, còn đang điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Kiếm ý thiên giai tam trọng có thể dung nhập không gian, đạt tới vô thanh vô tức, mà sát ý thiên giai tam trọng thì sao? Sát lục kiếm ý, nếu như tách đi ra tính toán, kỳ thật nó tương đương với sát ý cùng kiếm ý, Dương Diệp lại kết hợp cả hai với nhau, có thể kết hợp, tự nhiên cũng có thể tách ra, lúc này, Dương Diệp đã tách cả hai ra. Phải nói, kiếm ý chủ động tách ra, bởi vì kiếm ý của hắn lúc này đã tiến vào nửa bước hư vô cảnh. Dần dần, theo Dương Diệp giết yêu thú càng ngày càng nhiều, tăng thêm trong đầu của hắn hiện tại chỉ có sát ý và điên cuồng sát ý trong cơ thể Dương Diệp càng ngày càng khủng bố, không đến một hồi, nó đã phát triển tới thiên giai nhị trọng, hơn nữa còn không ngừng mạnh lên. Sát ý khác với kiếm ý nhiều khi cần dựa vào cảm ngộ và tâm tình tăng lên mới có thể tăng lên, sát ý, muốn tăng lên, chỉ có một biện pháp, đó chính là giết người. Nếu là một người động đao giết người, giết mấy trăm vạn, thậm chí hơn 1.000 vạn, cho dù hắn không có lĩnh ngộ sát ý, nhưng sát khí của hắn cũng tuyệt đối không yếu hơn người lĩnh ngộ sát ý. Đồ sát. Dương Diệp không có giữ lại, kiếm khí tung hoành, tăng thêm tốc chi pháp tắc, còn có kiếm ý thiên giai tam trọng và sát ý thiên giai nhị trọng áp chế, bởi vậy, những nơi đi qua, không hco một con yêu thú nào có thể ngăn cản hắn được. Không đến một phút đồng hồ, Dương Diệp đã giết gần 2 vạn yêu thú, đương nhiên. Mấy chữ này không có ý nghĩa khi so với đàn sói, nhưng cũng làm vô số yêu thú hoảng sợ, bởi vì phàm là yêu thú tới gần Dương Diệp đều bị một kích mất mạng, cho dù là yêu lang bán thánh cũng như thế. Thân thể chúng mạnh hơn nhân loại quá nhiều, nhưng ngay cả như vậy, chúng vẫn không ngăn được một kiếm của Dương Diệp. Trên tường thành, mọi người cũng rung động trước tình cảnh như thế, không ngờ Dương Diệp lại có thể dùng lực lượng một người nhảy vào trong bầy sói, hơn nữa còn đổ sát bầy sói. Dương Diệp mới có thực lực hoàng giả cảnh đấy. Rất nhiều đệ tử nội viện và huyền giả hoàng giả cảnh có xúc động tự tử, cùng là hoàng giả cảnh, nhưng chênh lệch với nhau quá lớn. Trong lúc đó, trong bầy sói có yêu lang bán thánh cao cấp ngồi không yên, muốn ra tay đối phó Dương Diệp, nhưng đều bị bán thánh cao cấp của Vân Hải Thành ngăn lại. Bởi vậy, Dương Diệp điên cuồng đồ sát trong bầy sói. Dần dần, Dương Diệp càng giết càng nhiều, tóc hắn biến thành màu đỏ. Trên người tản ra kiếm ý cùng sát ý, cả hai đã áp chế đàn sói, có khi lại kết hợp cùng một chỗ áp chế đàn sói, dưới sát ý cùng kiếm ý song trọng áp chế, rất nhiều lang yêu không còn sức phản kháng. Rất nhanh, rất nhiều lang yêu không dám tới gần Dương Diệp, chúng tình nguyện đi đối mặt tường thành và trận pháp cũng không muốn đi đối mặt Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp lúc này đã biến thành sát thần chân chính. Dương Diệp nhắm mắt lại, hắn không ngừng vung kiếm. Hiện tại, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm. Đó chính là giết, giết máu chảy thành sông. Oanh! Không biết trôi qua bao lâu, sau khi đổ sát hơn 10 vạn yêu lang, trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra tia sáng đỏ. Khi tia sáng đỏ này xuất hiện, không gian trăm trượng quanh người Dương Diệp cũng biến thành màu đỏ như máu. Sát ý thiên giai tam trọng. Sát ý dung nhập không gian sẽ không vô thanh vô tức giống kiếm ý, mà là có thêm đặc sắc của mình.
Không gian mấy trăm trượng quanh Dương Diệp bị sát khí ngập trời và máu tươi bao phủ, sát khí cùng mùi máu tươi lại làm vô số yêu thú nằm rạp xuống đất. Ngao! Đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời có tiếng sói tru vang lên. Khi tiếng sói tru vừa dứt, đàn sói đang điên cuồng tấn công tường thành dừng lại, sau đó chúng rút lui, đặc biệt đám yêu thú quanh Dương Diệp lại hận không mọc thêm mấy cái chân để chạy cho nhanh. Đàn sói lao nhanh, lùi cũng nhanh, không đến một hồi, tất cả đàn sói đều rút vào trong sơn mạch. Nhưng Dương Diệp vẫn điên cuồng đuổi giết. Cứ như vậy, một người dẫn theo một thanh đã đuổi theo chém giết đàn sói. Thời điểm Dương Diệp muốn đuổi vào sơn mạch bên, Thương Thanh Ảnh đã ngăn cản trước mặt hắn. Dương Diệp không chút suy nghĩ chém ra một kiếm. Một đạo kiếm khí mang theo sát ý thiên giai tam trọng cùng kiếm ý chém thẳng tới trước mặt Thương Thanh Ảnh. Sắc mặt Thương Thanh Ảnh thay đổi, kiếm ý cùng sát ý tam trong gia trì kiếm khí, nàng làm sao dám xem thường. Huyền khí trong cơ thể nàng lập tức rót vào hai tay, huyền khí không ngừng tiến vào hai tay, đôi tay nàng biến thành màu trắng quỷ dị. Phá! Hai tay của Thương Thanh Ảnh bắt lấy đạo kiếm khí kia, kiếm khí va chạm với hai tay của nàng liền nổ tung, Thương Thanh Ảnh bị đánh lui thật xa. Mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt nàng, nhưng lúc hắn chuẩn bị chém xuống, trong nội tâm Thương Thanh Ảnh giật mình, nàng vội vàng nói. Dương Diệp người mau tỉnh lại, ta không phải Lang Yêu. Lúc này Dương Diệp đã xem nàng trở thành Lang Yêu. Nhưng mà, một kiếm của Dương Diệp vẫn chém xuống. Thương Thanh Ảnh bị kiếm khí của Dương Diệp đánh lui, hai tay của nàng đổ máu. Dương Diệp lại lao thẳng về phía Thương Thanh Ảnh lần nữa, vào lúc hắn chuẩn bị xuất kiếm, một tiếng lẩm bẩm trầm thấp vang lên trong ngực hắn. Sau khi nghe tiếng này, Dương Diệp dừng lại tại chỗ. Yên lặng một chớp mắt, Dương Diệp ngã xuống. Kỳ thật, đàn sói không biết, Dương Diệp lúc trước đã nỏ mạnh hết đà, nếu như chúng có thể đồng tâm hiệp lực xông lên giết Dương Diệp. Dương Diệp tuyệt đối không ngăn cản nổi. Đáng tiếc, lúc ấy vô số con sói bị Dương Diệp giết phá gan, tăng thêm vừa rồi không có con sói nào có thể đối kháng với Dương Diệp, bởi vậy, căn bản không có con sói nào dám xông về phía Dương Diệp. Dương Diệp không biết, sau này hắn lại có thêm một danh xưng, đó chính là Sát Thần. Sát Thần Diệp Dương, nhất chiến thành danh. Đương nhiên, những vật này đối với Dương Diệp mà nói không có tác dụng gì. Hắn cũng sẽ không để ý những vật này. Nhìn thấy Dương Diệp ngã xuống, Thương Thanh Ảnh thở ra một hơi, thực lực bản thân Dương Diệp tự mạnh tới cực điểm, hiện tại lại giết đến điên cuồng, nếu như hắn không ngã xuống, nàng cũng chuẩn bị rút lui. Bởi vì một khi Dương Diệp thi triển pháp tắc, nàng sẽ có nguy hiểm tánh mạng, sát ý thiên giai tam trọng thêm kiếm ý thiên giai tam trọng, còn có pháp tắc, dưới thánh giả, trừ số ít mấy người, căn bản không ai có thể không kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đúng là người điên. Thương Thanh Ảnh thấp giọng thở dài, nhưng nàng đi tới gần Dương Diệp, vừa tới đến trước mặt Dương Diệp một trượng, một đạo kiếm ý tuôn ra khỏi người Dương Diệp và tấn công nàng, sắc mặt Thương Thanh Ảnh biến hóa, thân hình lóe lên, nàng thối lui sang nơi khác. Kiếm ý hộ chủ, quả nhiên là kiếm ý nửa bước hư vô cảnh. Nhìn kiếm ý vây quanh Dương Diệp, trong mắt Thương Thanh Ảnh sinh ra thần thái ngưng trọng, trước kia nhìn thấy động thủ của Dương Diệp. Nàng cũng đã hoài nghi kiếm ý này không phải là thiên giai tam trọng, bởi vì có nhiều lần, đặc biệt là lúc Dương Diệp chém giết bán thánh, trong kiếm khí có biến phi thường khủng bố, hơn nữa kiếm khí chém giết bán thánh lại không có biến mất. Kiếm ý thiên giai tam trọng cũng có thể chém giết yêu thú bán thánh, nhưng tuyệt đối không làm được sau khi chém giết bán thánh còn có thể không biến mất và tiếp tục giết địch. Giờ phút này, nhìn thấy kiếm ý Dương Diệp tự động hộ thể, nàng đã hiểu. Kiếm ý của Dương Diệp đã không phải là thiên giai tam trọng, mà là đạt tới nửa bước hư vô cảnh. Thương Thanh Ảnh đứng im một lúc, nhưng nàng vẫy tay với đám người Ngọc Vô Song, người sau hiểu ý, thân hình khẽ động, nàng đi tới trước mặt Thương Thanh Ảnh. Thương Thanh Ảnh chỉ vào Dương Diệp đang nằm trên mặt đất, nói. Ngươi đi thử xem. Kiếm ý sẽ tự động hộ chủ, điều này đại biểu Dương Diệp có phòng bị với nàng, đương nhiên nàng có thể đánh nát kiếm ý của Dương Diệp. Dù sao kiếm ý lúc này không có người điều khiển, cho dù có mạnh cũng có hạn, nhưng bởi như vậy, Dương Diệp tất nhiên sẽ bị thương, cho nên, nàng quyết định bảo Ngọc Vô Song thử xem. Ngọc Vô Song liếc mắt nhìn Dương Diệp, nàng gật đầu. Nàng đi đến trước mặt Dương Diệp, quả nhiên, kiếm ý cũng không có công kích nàng, nhìn thấy cảnh này, trong mắt Ngọc Vô Song có một tia phức tạp, bởi vì nàng không nghĩ tới, Dương Diệp tín nhiệm nàng như vậy. Ngọc Vô Song ôm lấy Dương Diệp.
nhưng nàng liếc mắt nhìn Bạch Lang cùng nam tử áo vàng trên tường thành xa xa, nói. Xử lý chúng như thế nào? Thương Thanh Ảnh trầm ngâm một chớp mắt, nói. Trước cứ đóng đinh chúng trên đó, chờ hắn tỉnh lại, cứ cho hắn xử lý. Ngọc Vô Song gật đầu, nàng ôm Dương Diệp tiến vào Vân Hải Thành. Thương Thanh Ảnh liếc mắt nhìn thi thể và máu tươi đầy đất, ánh mắt nhìn về phía chân trời, lúc này, chỗ đó đang phát ra tia sáng bạc. Đàn sói sở dĩ lui quân, không phải vì Dương Diệp, cũng không phải bởi vì Vân Hải phòng thủ quá mạnh, mà là vì trời sắp sáng. Sau hừng đông, thực lực lang yêu thiên lang tộc sẽ giảm bớt rất nhiều, ban ngày công thành cực kỳ bất lợi với chúng, bởi vậy, chúng mới chọn lui quân. Hồi lâu, Thương Thanh Ảnh thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói. Chiến tranh, mới bắt đầu. Vân Hải Thành, trong một gian phòng. Dương Diệp nằm trên giường, hai tay của hắn ôm thật chặt trước ngực, y phục trước ngực hắn đỏ thẫm, đó là Tử Điêu. Lúc này Tử Điêu được Hồng Mông tử khí chữa trị liên tục, ngoại thương đã tốt 6 thành, nhưng nội thương còn có chút nghiêm trọng, bởi vì lúc trước nàng không chỉ bị Bạch Lang đánh trọng thương, còn bị xiềng xích của nam tử áo vàng khóa lại, đặc biệt là xiềng xích màu đen tạo thành tổn thương cho nàng cực kỳ nghiêm trọng. Có thể nói, nếu như không có Dương Diệp và Hồng Mông tử khí, Tử Điêu sẽ lành ít dữ nhiều. Dương Diệp biết rõ điểm này nên mới nổi điên. Bên giường Dương Diệp là Ngọc Vô Song, Ngọc Vô Kiều và Lý Thanh Y, Dương Diệp hôn mê bất tỉnh, ba nàng dốc lòng chăm sóc Dương Diệp, dù sao nữ tử am hiểu chăm sóc người khác. Về phần đám người Hách Xuất Bác, đừng nói chăm sóc người bị thương, bọn họ cảm thấy toàn thân không được tốt. Gia hỏa này thật biến thái. Ngọc Vô Kiều nhìn Dương Diệp, thấp giọng nói. Trước kia Dương Diệp lao chém giết đàn sói, nàng thật sự không quên được. Ngọc Vô Song nhìn Tử Điêu trong ngực Dương Diệp, nàng nói. Tiểu gia hỏa này chính là nghịch lân của hắn. Long chi nghịch lân, sờ vào tức nộ. Ai sờ nghịch lân của hắn sẽ chết. Theo hiểu biết của ta về hắn, vấn đề này, khẳng định còn chưa xong. Sau khi hắn tỉnh lại, hắn có thể sẽ đi vào Thiên Lang Sơn Mạch. Ngọc Vô Kiều trầm giọng nói. Hoàn toàn có khả năng. Lý Thanh Y phức tạp liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Hắn thật đáng giận, không chỉ keo kiệt, còn có thù tất báo. Dù sao, những yêu thú trong Thiên Lang Sơn Mạch sắp gặp nạn. Nếu hắn cứ giết như thế, nhất định sẽ bị thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch nhằm vào, nhất định phải khuyên nhủ hắn. Ngọc Vô Kiều trầm giọng nói. Chiến lực của Dương Diệp thật sự quá kinh khủng. Nếu như tiếp tục đồ sát yêu thú Thiên Lang Sơn Mạch như vậy, thánh giả trong Thiên Lang Sơn Mạch nhất định sẽ không ngồi yên, một khi bị thánh giả nhằm vào, khi đó nguy hiểm có thể nghĩ. Ai khuyên được? Ngọc Vô Song lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười đắng chát. Nghe vậy, Ngọc Vô Kiều cùng Lý Thanh Y trầm mặc. Có lẽ có người có thể khuyên được Dương Diệp, nhưng tuyệt đối không phải là ba người các nàng. Đi một bước xem một bước. Ngọc Vô Song thấp giọng thở dài, ánh mắt nhìn vào Dương Diệp. Lúc này, không có Dương Diệp khống chế, sát ý và kiếm ý bị áp chế gắt gao. Cho nên, tóc của Dương Diệp đã khôi phục bình thường. Sát ý thiên giai tam trọng rất mạnh nhưng còn kém kiếm ý nửa bước hư vô cảnh của Dương Diệp quá nhiều, bởi vậy, dưới tình huống Dương Diệp không có tận lực phóng thích sát ý căn bản không phải đối thủ của kiếm ý. Trên giường, sau khi được Hồng Mông tử khí chữa trị, Dương Diệp và Tử Điêu đều khôi phục thật nhanh. Qua khoảng 2 canh giờ, Dương Diệp dẫn đầu tỉnh lại. Hắn chỉ thoát lực mà thôi, cũng không có bị tổn thương quá nặng, bởi vậy hắn khôi phục rất nhanh. Mà Tử Điêu vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi không sao chớ. Nhìn thấy Dương Diệp tỉnh táo lại, ba người Ngọc Vô Song lập tức vây quanh, quan tâm hỏi thăm. Dương Diệp nhìn ba nàng, hắn lắc đầu, ánh mắt lại nhìn Tử Điêu trên người. Hắn vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của Tử Điêu, trong mắt vẫn còn màu đỏ rực nhưng hắn cũng thanh tỉnh trở lại. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn một lúc bộc phát kiếm ý, một lúc lại bộc phát sát ý, sắc mặt ba nàng thay đổi và lui lại. Xoa đầu Tử Điêu, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn áp chế sát ý trong lòng, nói. Tiểu gia hỏa, đã nói, nhất định không thể bị thương, ngươi nuốt lời. Chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ đánh mông của ngươi, ân. Phải khôi phục hình người mới đánh. Áp chế sát ý vô tận, Dương Diệp còn tự trách và cảm thấy may mắn, tự trách bản thân cho tiểu gia hỏa đi chiến đấu một mình, may mắn là có Hồng Mông tử khí, tiểu gia hỏa hiện tại không có trở ngại, bằng không hắn sẽ sống trong hối hận và thống khổ cả đời. Đúng lúc này,
Đột nhiên Hách Suất Bác xông vào trong phòng, sau khi nhìn thấy Dương Diệp thanh tỉnh ao, Hách Suất Bác vui vẻ, nói. Lão đại, người không có việc gì. Dương Diệp gật đầu, nói. Vội vã như vậy, có việc. Hách Suất Bác do dự một lúc, nói. Lão đại, nam tử áo vàng cùng bạch lang trên tường thành bị mấy người ám viện thả xuống, còn nói sẽ mang đi, nói là hữu dụng với bọn họ. Oanh! Hào quang màu đỏ tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, đồ vật trong phòng đều nát vụn. Ai cho bọn chúng lá gan tha người ta bắt? Dưới tường thành Vân Hải Thành, Thương Thanh Ảnh dẫn theo một đám đệ tử nội viện cùng đệ tử ngoại viện ngăn cản 10 tên thanh niên mặc trường bào màu vàng. Trong 10 tên đệ tử này, phần lớn đều là bán thánh, trong đó thực lực thấp nhất cũng là hoàng giả cảnh đỉnh phong. Diệp Tài Ưng, nam tử áo vàng và bạch lang là chúng ta bắt, việc này liên quan gì tới ám viên các ngươi cưỡng ép đoạt đi, việc này làm sao nói nối. Thương Thanh Ảnh nhìn nam tử cầm đầu, sắc mặt nàng âm trầm. Nam tử tên là Diệp Tài Ưng cười hắc hắc, nói. Thương giáo tập, người nói thế là không đúng, mọi người cùng thuộc một viện, còn phân cái gì chứ? Nam tử áo vàng cùng này Bạch Lang, thân phận đặc thù, đặc biệt là Bạch Lang, nó là một trong năm nhi tử của Thiên Long Vương, chúng ta cũng không thể nhìn nó chết như thế, nói không chừng chúng ta có thể lợi dụng nó bàn điều kiện với Thiên Lang Vương đấy. Cho dù bàn điều kiện, đó cũng là chuyện của nội viện và ngoại viện, có liên quan gì tới ám viên các ngươi? Một bên, Phong Vũ Chiêu lạnh lùng nói. Diệp Tài Ưng liếc mắt nhìn Phong Vũ Chiêu, nói. Ngươi dám xen miệng vào, ngươi muốn bị đánh sao? Phong Vũ Chiêu lạnh lùng, đang muốn nói chuyện, Thương Thanh Ảnh lại ngăn cản hắn, nàng nhìn thẳng vào Diệp Tài Ưng, nói. Diệp Tài Ưng, ta biết rõ ngươi nói có đạo lý, nhưng bởi vì ta cũng có ý định này. Nhưng mà... Nam tử áo vàng cùng bạch lang kia do giáo tập ngoại viện Diệp Dương bắt, chỉ có hắn mới có tư cách xử lý hai kẻ này. Giáo tập ngoại viện. Nam tử bên cạnh Diệp Tài Ưng cười lạnh một tiếng, nói. Không nghĩ tới ngoại viện lại có giáo tập, thì tính sao? Ám viện chúng ta muốn một người một thú này, chẳng lẽ hắn còn dám không cho sao? Nếu như thức thời khá tốt, không thức thời, hắc hắc, thư viện cũng không có quy định không đánh giáo tập. Công tôn. Sao có thể nói như vậy? Diệp Tài Ưng khoát khoát tay, nói. Bất kể như thế nào, đối phương đều là giáo tập, chúng ta nhất định phải tôn trọng, hiểu chứ? Nam tử tên là Công Tôn cười hắc hắc, nói. Hiểu, hiểu, tôn trọng nha, nếu hắn thức thời, chúng ta sẽ tôn trọng, nhất định sẽ. Nếu như không thức thời, ta không dám cam đoan rồi. Diệp Tài Ưng lại khoát tay với đám người Thương Thanh Ảnh, hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói. Thật có lỗi, Công Tôn huynh có tính tình như thế, mọi người đừng quan tâm. Chúng ta tuyệt đối không quan tâm. Phong Vũ Chiêu nói. Hắn nói xong, đệ tử ngoại viện và đệ tử nội viện đều gật đầu, tỏ vẻ không quan tâm chút nào. Mọi người nhìn đám người Diệp Tài Ưng với ánh mắt nhìn người chết. Tường thành có 4 góc, phân biệt do Vân Hải Thư viện và thế lực bản thổ của Vân Hải thành trấn thủ, trước kia Dương Diệp làm ra việc ở cửa chính cũng không có truyền ra. Bởi vậy những đệ tử ám viện kia căn bản không biết Dương Diệp. Người ám viện không biết, nhưng người nội viện lại biết rõ. Ám viện mạnh không? Tuyệt đối rất mạnh, đừng xem các ngươi có hoàng giả cảnh đỉnh phong, nhưng nếu trong chiến đấu, chỉ sợ một ít bán thánh cũng đánh không lại hoàng giả cảnh đỉnh phong của ám viện, về phần những người đạt tới bán thánh thì kinh khủng hơn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thư viện mới có thể cho 30 người ám viện trấn thủ một phương. Ám viện mạnh. Nhưng Dương Diệp thì sao? Nếu để cho mọi người chọn, mọi người sẽ chọn đối mặt ám viện, mà sẽ không đi đối mặt Dương Diệp. Người ám viện rất cuồng, rất ngạo, càng hung hăng càng quấy. Nhưng Dương Diệp đã không phải cuồng ngạo hung ác đơn giản như vậy, hắn còn độc, còn coi trời bằng vung, còn điên. Đó là điên thật sự, không phải giả điên. Một kẻ dám giết trưởng lão, dám giết đệ tử nội viện, dám giết giáo tập, càng dám rút kiếm đuổi giết mấy trăm vạn yêu lang. Nếu như không phải tên điên thì ai điên? Thương Thanh Ảnh nhìn đám người Diệp Tài Ưng, nói. Diệp Tài Ưng, xem mặt mũi thượng quan Vân Hải, ta khuyên ngươi một câu, hiện tại các ngươi không nên mang nam tử và bạch lang đi, ta cam đoan, các ngươi không sẽ có chút chuyện gì. Bằng không, lát nữa thượng quan Vân Hải ra mặt cũng không giữ được ngươi. Diệp Tài Ưng nói. Ban đầu, nếu như thương giáo tập không kiên trì, xem mặt mũi thương giáo tập, ta cũng không nhất định sẽ mang người và sói này đi,
nhưng thương giáo tập ngươi nói như vậy, ta càng muốn xem, ta sẽ bị thế nào. Oanh! Đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời có tia sáng đỏ bay tới, tia sáng đỏ vẫn còn ở phía chân trời, nhưng mà một người đã xuất hiện trước mặt Diệp Tài ưng, cùng lúc đó, cái Diệp Tài ưng còn chưa phục hồi tinh thần lại, cổ họng của hắn bị bóp chặt. Sắc mặt Diệp Tài ưng biến thành màu tím. Người này chính là Dương Diệp. Ngươi đang nói ngươi không có việc gì. Tay phải của Dương Diệp bóp cổ Diệp Tài ưng và hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 73.